Giá thú. Tuổi đính hôn, con trai con gái độ 15-16 tuổi trở lên đã là tuần sắp sửa lấy vợ lấy chồng. 20-30 tuổi mới cưới gọi là muộn. Cũng có nhà cưới cho con từ năm 12-13 tuổi, có nhà ước hôn với nhau từ trong thai. Tục vợ chồng cứ hơn kém nhau 1-2 tuổi là vừa đôi. Dạm hỏi, trước hết kén chọn chỗ nào buồn độc hậu đối, xem đôi tuổi không xung khắc nhau mới mượn mối lái. Mối lái nói với cha mẹ, người con gái bằng lòng cả rồi, nhà trai mới đem câu đem chè đến dạm. Từ đó tìm mùng năm ngày Tết hoặc là ngày kỷ nhật, nhà cái người trễ phải đưa đồ lễ Phật đến mới là trọng thể. Cách ít lâu thì làm lễ ăn hỏi, nhà trai đem câu chè lợn xôi đến nhà gái để lễ gia tiên. Có nhà dùng cách giản tiện thì chỉ dùng câu chè mứt mà thôi. Ở Quảng Nam thì trong lễ ăn hỏi thường lại thêm một đôi hoa tai vàng nữa. Sêu, ăn hỏi rồi mới sêu, sêu thì mùa nào thức ấy, như mùa vải thì sêu vải, mùa dưa thì sêu dưa, vân vân. Có nơi một năm sêu bốn mùa, tháng 3 sêu vải, tháng 5 sêu dưa hấu, đường, mắm, chim, ngỗng, tháng 9 sêu hồng, cốm, gạo mới, chim ngói, tháng chạp thì sêu cam, mứt, cốm. Đầu sêu nhà gái lấy một nửa, còn một nửa trả lại nhà trai, gọi đà đồ lại mặt. Cưới, sêu xong một năm hoặc nửa năm thì cưới, cũng có khi phải sêu 2-3 năm mới được cưới. Nếu không sêu mà xin cưới thì là thiếu lễ, người ta chê cười, mà nhà gái không mấy người nghe. Trao thư, thách cưới. Trước khi muốn cưới thì đôi bên nhà trai và nhà gái đều quan quẻ cả mới được, nghĩa là người chủ hôn không có tang chế gì. Cưới thì nhà trai viết thư hỏi xem nhà gái ăn những lễ vật thế nào, nhà gái muốn những thứ gì thì viết thư trả lời nhà trai. Nhà trai liệu thể lo được thì mới chọn ngày lành tháng tốt, đính ước ngày cưới với nhà gái. Nếu nhà gái lấy lễ nặng quá thì nhà trai xin bớt đi ít nhiều. Nhà gái không nghe thì có khi lại hoãn việc lại, mà nhà trai bất đắc dĩ phải lo thì có khi vì thế mà hai bên xui gia sinh ra oán ghét nhau. Đồ thách cưới thì đại để, bao nhiêu lợn gạo hoặc ăn bò thì thách bò, bao nhiêu chè, bao nhiêu câu, bao nhiêu trụ, vòng nhẫn, hoa, hộp, quần áo, chăn màn và kèm theo bao nhiêu bạc, vân vân. Tùy nơi thành thị quê mùa, nhà giàu nhà nghèo, ăn nhiều ăn ít, nhưng đại khái cũng trong những khoảng ấy. Đám cưới, về vùng nhà quê ở cùng hương thôn với nhau, cưới thường đi về đêm, lúc đi phải chọn giờ hoàng đạo mới đi và phải có một người đàn ông dễ tính ra đón ngõ trước. Khi ra thì reo ầm cả lên rằng gặp trai để cho mọi việc được dễ dàng may mắn. Trong đám cưới có một ông già, kén ông nào hiền lành và vợ chồng còn song toàn, lắm con dìu cháu mới tốt. Cầm một bó hương đi trước rồi đến các người dẫn lễ, kẻ đội mâm câu, người khiêng lợn rượu vân vân. Chú rể thì căn áo lịch sự, có một đám thân thích dẫn đi. Khi đến nhà vợ, chàng bày đồ lễ. Người chủ hôn nhà gái khấn lễ gia tiên rồi thì người rể vào lễ. Tế tự hồng, bày hương án ra sân, dùng lễ gà, xôi, dầu, trụ, tế tự hồng rồi hai vợ chồng đều vào lễ. Điển tế tự hồng do chuyện ngày xưa bên tàu có một người tên là Phi Cố. Một bữa đi chơi trăng, gặp một ông già đang xe các sợi dây đỏ ở dưới bóng trăng. Hỏi thì ông ấy nói rằng ta là Nguyệt Lão, coi việc xe duyên cho vợ chồng nhân gian. Ta đã buộc sợi dây này vào chân người nào thì dù thế nào cũng phải lấy nhau. Vì thế ta cho việc vợ chồng là có ông Nguyệt Lão định trước, cho nên thành vợ thành chồng rồi thì phải tạ ơn ông ấy và cầu ông ấy phù hộ cho ở được trăm năm với nhau. Tế tự hồng rồi thì người rể vào lại cha mẹ vợ. Tục ấy người theo lối văn minh bây giờ không chịu, rồi đợi cho họ hàng ăn uống xong mới về. Đưa dâu, sáng hôm sau thì đưa dâu, nhà trai và nhà gái cùng ăn mừng, làm cỗ bàn, mời bà con khách khứa, mừng nhau thì kẻ mừng tiền, người mừng rượu, mừng chè, câu hoặc là cô đối đỏ vân vân. Bà tường chỉ mừng bên nhà trai, chứ không mấy nơi mừng bên nhà gái. Duy ở thành phố thì có mừng bên nhà gái, nhưng chỉ mừng cho người con gái hoặc một vài vuông nhiễu điều hoặc may sẵn thành yếm mà thôi. Đưa dâu, nhà gái cùng kén một ông già cầm bó hương đi trước, rồi bà con họ hàng dẫn cô dâu đi sau. Đến nhà trai rồi thì một vài bà già dẫn cô dâu vào lại gia tiên, rồi đưa đi lễ nhà thờ đôi bên bố chồng mẹ chồng. Đoạn trở về mới lại cha mẹ chồng, hoặc còn ông bà chồng cũng lại. Ông bà cha mẹ chồng mỗi người mừng cho một vài đồng bạc hoặc một vài chục. Họ hàng ăn uống xong thì lấy phần. Phần phải có xôi thịt, bánh trái, giò chả, cầu chuối mới là cổ cưới. Ở thành phố thì thách cưới thường nặng hơn ở nhà quê, mà không có lệ đi ăn cưới đêm. Cưới ban ngày xong thì đón dâu về ngay.
Trong khi cưới và khi đón dâu, hai ông già cầm hai cái lư hương, ngồi xe che lồng xanh đi trước, rồi các kẻ dẫn lễ. Nào người đội mâm cau trùng vải tay đỏ, nào kẻ khiêng chóe đồ, khiêng quả phù trang. Trước còn đi bộ, ít nay đám thì đi toàn xe cao su, đám nào khoe sĩ diện thì toàn xe sông mã. Lễ bái cũng như cách nhà quê, ăn xong cũng có phần. Phần có những bánh đường bánh ngọt, lại thêm một cái khăn mặt đỏ để gói phần. Sao lại có bánh dày bánh chưng chi biếu những người quen thuộc nữa. Phương thuật, trong khi cô dâu đi đường ăn mặc tốt đẹp, e thiên hạ quở quan, phải cài vài cái chim và choàng áo để có ai độc mồm độc miệng thì đã có kim ấy trấn áp đi. Có nơi lại đặt khỏa lọ giữa cửa cho cô dâu bước qua, cũng là có ý ấy. Cũng có nơi dâu mới đến cửa, mẹ chồng cầm bình vôi tránh đi một lúc. Có nơi dâu mới đến cửa, một người lấy chài cối giả một lúc. Tùng ấy thì ngộ quá, không hiểu ý làm sao. Đóng cửa giăng dây. Trong khi cưới về, lúc đưa dâu lại có tục đóng cửa giăng dây. Lúc nhà trai đem lễ cưới đến nhà gái thì bên nhà gái hoặc trẻ con hoặc đứa đầy tớ đóng cửa không cho vào. Nhà trai phải cho chúng nó dăm ba hào, một đồng bạc thì chúng nó mới mở cửa. Trong lúc đi đường thì những kẻ hèn hạ hoặc lấy sợi chỉ đỏ hoặc mảnh vải lụa đỏ giăng ngang giữa đường. Đám cưới đi đến phải nói tử tế và cho chúng nó vài hào thì chúng nó mới cởi dây cho đi. Chỗ thì chúng nó bày hương án, giờ đi đến đốt một bánh pháo ăn mừng, chỗ ấy phải đãi họ một vài đồng mới xuôi. Nếu bụng xỉn mà không cho chúng nó tiền thì chúng cắt chỉ cắt dây nó bậy đó bà, chẳng xứng đáng cho việc vui mừng, vì vậy đám nào cũng phải cho. Tục giăng dây này có đã lâu về đời Huyền Tôn, người Đường Thiệu đã dân biểu nói rằng ngày người ta đón dâu, những ghẻ hàng hạ thường hay lấy xe ngăn trở đường đi, đòi cổ bàn ăn uống. Tục ấy mỗi ngày một thịnh, đến nỗi các đám cưới của nhà Vương Công, chúng nó cũng tụ thập đàn lũ, che lấp đường đi, làm cho lôi thôi mất thì giờ, để đợi tiền của. Thành ra, tiền giăng dây nặng hơn tiền cưới, xin cấm hết đi mới được, xem vậy thì tức là tục giăng dây của ta bây giờ. Giao duyên, tối hôm cưới, người chồng lấy trầu trăm, trầu tế tơ hồng, trao một nửa cho vợ, rót một chén rượu. Mỗi người uống một nửa gọi là lễ hợp cẩn. Vợ trai chiếu lại chồng hai lại, chồng đáp lại một vái. Tục ấy nhà đại gia mới dùng đến, nhà thường thì không mấy người dùng. Lại mặt, cưới được ba hôm, đến hôm thứ tư thì hai vợ chồng làm lễ chè xôi, đem về nhà vợ, lại gia tiên gọi là lễ lại mặt, chữ gọi là tứ hỷ. Tục mường, tục cưới về mường máng, rất được cười. Khi cưới nhà gái nấu một nồi nước bẩn thỉu, cả nhà khóc lóc, chờ khi họ hàng đưa dâu ra cửa thì lấy gạo muối ném theo và đẩy nước bẩn ấy, hễ ai chạy không mau thì bẩn cả quần áo. Tục cưới của ta cũng là noi theo tục tàu. Tàu có 6 lễ: nạp thái, vấn danh, nạp cát, nạp tệ, thỉnh kỳ, thân nghênh. Có chữ rằng lục lễ bất bị, trinh nữ bất hành, nghĩa là 6 lễ không đủ thì người cái trinh không đi. 6 lễ ấy đại khái như lễ dạm, lễ hội, lễ siêu, lễ cưới của ta, vân vân. Xét trong tục cưới sinh của ta có mấy điều trái với cách văn minh đền đổi. Một là lấy vợ lấy chồng sớm quá. Tục Âu Châu, trai gái đúng tuổi cũng lớn, ít ra cũng 18-20 tuổi trở lên mới dựng vợ cả chồng. Ta thì thường cho sự có con cháu sớm là nhà có phúc, cho nên lắm nhà con mới 14-15 tuổi, huyết khí chưa được sung túc đã có vợ có chồng. Thậm chí có đứa con gái hỉ mũi chưa sạch đã đi về làm dâu. Vì thế sinh con đẻ cái ra nhiều đứa còm cõi ngẳng nghiêu, gây nên một giống nòi yếu ớt. Vả lại lúc tuổi trẻ còn đang là tuổi học hành, tìm kế lập thân, vậy mà đã vướng víu về đường vợ con thì còn làm gì được nữa, thành ra lại làm cho hư cả người. Hai là trai gái không được tự do hôn phối. Tục Âu Châu trai gái phải biết nhau trước, cha mẹ cho tự ý kén chọn, có thuận tình thì cha mẹ mới gả. Ở ta chỉ cứ tùy ý cha mẹ, tìm nơi xứng đáng thì gả, dẫu con không bằng lòng cũng nài ép cho phải lấy, mà thường nhiều khi cha mẹ cả bán lẫn cho nhau cũng nên. Vì vậy lắm khi vợ chồng lấy nhau rồi sinh ra chê bai nhau, oán ghét nhau, không được hòa thuận, đến nỗi lìa nhau mà dẫu có e sợ danh tiếng, gượng ở với nhau thì cũng sầu não trong lòng. Chẳng những là công việc trong nhà lúng cũng chẳng ra gì, mà đường sinh dục cũng không được tốt. Ba là tục thách cưới. Vợ chồng lấy nhau là một nghĩa vụ, trai phải có vợ, gái phải có chồng, đôi bên đều có tư ích lẫn cho nhau, chứ không phải lợi riêng cho bên nào cả. Vậy mà ta lắm người coi sự gả chồng cho con như là bán con, trừ ra sự may mặc sắm sửa đã bắt nhà trai phải lo, lại thách đến tiền đến bạc, lắm người nghĩ quá còn đem đủ tiền không nghe, làm cho xuôi gia sinh oán ghét nhau cũng vì đó. Vả lại chẹt người ta quá
người ta cũng phải miễn cưỡng đi vay mượn, bà lo cho xong việc, rồi thì cái nợ ấy, có khi con mình về nhà chồng, đã phải nài lưng cố sức ra làm ăn để trả. Thế có phải là mình phụ hư danh hoa khỏe một lúc mà để khổ cho con không? Cứ như phép châu lễ, phạm lấy vợ, dẫn lễ cưới, lụa tốt không được quá 5 lượng. 5 lượng nghĩa là 10 cuốn lụa. Ông chủ tử có luận rằng, lễ cưới ngày xưa giản dị như thế, đến đời sau tục dân ngoan ngoét, thường thường giảng đến cái lễ của cải đổi tiền đời bạc. Các nhà hào phẩm lại muốn trang sức thể hiện, đổi vàng lụa cho nhiều, không đủ thì trách móc lẫn nhau, đó là trái với lễ. Thiết tưởng sự trai gái lấy nhau trước hết phải chờ cho đúng tuổi khôn lớn, biết cách lập thân rồi hãy cho lấy nhau. Và lấy nhau thì phó mặc cho tùy ý kén chọn, cha mẹ không nên nài ép lòng con. Trừ ra con không biết đường kén, lấy phải kẻ chẳng ra gì thì cũng nên ngăn cấm lại mà thôi. Còn như đôi bên đã tốt duyên phải lứa, đã thuận tình nhau thì không nên quản gì giàu với nghèo, tùy thuế mà cư xử, miễn là phải thế thì thôi. Cho nên lấy sĩ diện mà hạ cầu khắc trách chi nhau quá. Với vợ chồng. Tiếng gọi vợ chồng con nhà sang trọng gọi nhau bằng cậu mợ, thầy thông thầy phán thì gọi nhau bằng thầy cô, nhà tường thì gọi nhau bằng anh chị, có con rồi thì gọi nhau bằng thầy em, đẻ em, nhà thu tục thì gọi nhau là bố cô mẹ đĩ, có người thì gọi là bố nó mẹ nó, có người cả hai vợ chồng gọi lẫn nhau là nhà ta. Ở Quảng Nam thì vợ gọi chồng là anh, chồng gọi vợ là em. Ở Nghệ Tĩnh, vợ chồng gọi là gáy nhông. Đạo vợ chồng. Đạo vợ chồng cư xử với nhau, trọng nhất là hai chữ hòa thuận. Tục có câu rằng, thuận vợ thuận chồng, tắc biển đông cũng cạn. Nghĩa là có hòa thuận với nhau thì việc có đến đâu cũng làm nên được. Người chồng lại trọng nhất là phải giữ nghĩa với vợ, mà vợ thì phải giữ tiết với chồng. Nghĩa vụ của người vợ. Người vợ trên phải phụng dưỡng cha mẹ chồng, có khi phải nuôi cả chồng. Giữa thì giúp chồng lo lắng công kia việc khác, gánh vác giang sơn cho nhà chồng. Dưới thì săn sóc nuôi con, thế mới gọi là nội trợ. Tứ đức. Lại phải đủ tứ đức mới gọi là hiền. Tứ đức là phụ dung, phụ công, phụ ngôn, phụ hành. Phụ dung là đáng người đàn bà, dáng phải chính đính hòa nhã, nhưng cũng phải chuốt cho gọn gàng sạch sẽ. Phụ công là nghề kéo của người đàn bà, nghề kéo thì chẳng qua trong việc phá may thêu dệt và biết buôn bán mà thôi, ai giỏi nữa thì biết đủ các việc cầm kỳ thi họa là cùng. Phụ ngôn là lời ăn tiếng nói của người đàn bà, ăn nói phải khoan thai, dịu dàng, đừng câu cẩu mà cũng đừng the thé, quý hộ mềm mỏng cho ai cũng dễ nghe. Phụ hành là nết na người đàn bà, nết na thì đến trên kính nhường dưới, ở trong nhà chiều chồng thương con, và lấy nết hiền hậu mà ở với anh em họ hàng nhà chồng. Ra ngoài thì nhu mì chín chắn, không hợm hỉnh mà cũng không cay nghiệt với ai. Ấy là tứ đức, có đủ. Chừng ấy mới là người đáng khen. Tam tòng, đàn bà lại có người tam tòng nữa. Tam tòng là tại gia phòng tụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử. Nghĩa là khi người đàn bà còn ở nhà thì theo cha mẹ, khi đã đi lấy chồng thì theo chồng, khi chồng mất rồi thì theo con. Cho nên tục ta đi lấy chồng thì dù hay dở sống chết thế nào cũng là người nhà chồng, chỉ nương nhờ về chồng con, chứ không nương nhờ ai được nữa. Cũng vì nghĩ ấy mà người đàn bà phải hết lòng hết sức lo cho chồng con, tức là lo cho mình. Nghĩa vụ của người chồng. Nghĩa vụ của người chồng đối với vợ thì chỉ ở cho đúng đắn, biết thương yêu vợ, biết quý trọng vợ, nhất là có tài trí, khiến cho vợ được nương nhờ sung sướng là hơn cả. Thứ nhì là vợ chồng đồng tâm hiệp lực, kẻ lo việc ngoài, người lo việc trong, cho việc gia đình chỉnh đốn đầu ra đấy, mà đừng để khổ sở vất vả riêng cho vợ mình. Còn người chồng quanh năm chí tối, chỉ trông cậy về vợ thì gọi là người hèn. Quyền người chồng. Tục ta trọng nam kinh nữ, quyền người chồng bao giờ cũng nặng hơn quyền vợ. Một là tiền của. Tiền của hai vợ chồng làm ra, hoặc của người chồng hay là do người vợ làm ra cũng gọi là của chồng cả. Có câu rằng, trai tay không chẳng ăn mày vợ, gái trăm vạn cũng thể nhờ chồng. Hai là việc giao thiệp. Ta chỉ người đàn ông có quyền giao thiệp với người ngoài, chứ đàn bà thì không được dự gì đến việc nọ việc kia cả. Cho nên từ trong họ đến ngoài làng, cho đến việc tiếp khách, các việc ứng tiếp với xã hội cũng không việc gì dự đến đàn bà. Ta vì tục ấy mà đàn bà ít kiến thức, tựa như một phần người vô dụng ở đời. Ba là quyền tự do. Ta chỉ người đàn ông được tự do, nghĩa là muốn chơi bời gì thì chơi, muốn đi lại đâu thì đi lại,
người vợ không có quyền ngăn cấm được. Bà vợ hơi có điều gì trái gia pháp thì chồng có thể chửi được. Chồng có thể lấy 5-7 vợ, mà vợ chỉ được phép lấy một chồng. Có câu rằng, tài trai lấy 5-7, gái chính chuyên chỉ có một chồng. Đây là nói đại khái, chứ quyền gì thì chồng cũng hơn. Thất xuất. Đàn bà ở với chồng, 7 điều nên phải đuổi gọi là thất xuất. Không con, dâm dật, không thờ cha mẹ chồng, lắm điều, trộm cắp, ghen tuông, có ác tật. Đàn bà lấy chồng, trọng nhất là việc nói giỏi tông đường. Không có con thì chồng phải lấy vợ khác, cho nên phải bỏ. Dâm dật là một đích hư, không thờ phụng được cha mẹ chồng là bất hiếu. Lắm điều thì chua ngoa khó chịu, trộm cắp thì là có tính gian phi, ghen tuông thì mất tính hiền hậu, có ác tật thì không đương nổi việc nhà, và e truyền nhiễm cho người trong nhà chăng. Các điều ấy cũng khó dung cho nên phải đuổi. Tam bất khả xuất. Trong phép lại có 3 điều không được đuổi. Đàn bà từng để tang 3 năm nhà chồng. Trước nghèo sau giàu, ở nhà chồng thì được mà về nhà mình thì không có chỗ nào nương tựa. Đàn bà đã để tang nhà cha mẹ chồng 3 năm là đã giúp chồng trong sự báo hiếu rồi, ấy cũng là có công với chồng. Nên bỏ thì chẳng những bạc tình mà lại là người bất hiếu với cha mẹ nữa. Trước mới lấy nhau thì nghèo, mà sau rồi giàu có thì là đường sinh kế cũng có nhờ vợ giúp đỡ mới nên. Nếu bỏ thì là người phụ công. Đàn bà chỉ chờ chồng con và nhờ cha mẹ được thôi. Nếu cha mẹ người vợ mất rồi, bà đuổi đi thì người ta nương nhờ vào đâu? Thế là bất nghĩa, cho nên không đuổi. Cái đạo vợ chồng cũng là một mối cương thường rất hệ trọng trong ngũ luân. Ở với nhau mà biết thương yêu nhau, quý trọng nhau thì rất là phải đạo lắm. Nhưng tục ta trọng nam kinh nữ thì là một tục trái hẳn với cách văn minh. Sao vậy? Tạo hóa sinh ra, có giai thì phải có gái. Có người coi việc ngoài thì phải có người coi việc trong. Người cứng gân khỏe thịt thì phải làm việc nặng nề. Người yếu chân mềm tay thì đã có việc nhẹ nhàng, chẳng qua cũng là giúp lẫn nhau thì mới được công này việc nọ, chứ thiếu một bề nào cũng không được. Vậy thì công việc của đàn bà có kém gì công việc của đàn ông đâu. Phả lại trời sinh ra người đàn bà, có màu hoa bóng bẩy kia, có thể vui vẻ cho ta những khi bực dọc, có giọng anh thỏ thẻ kia, có thể khuyên giải cho ta những lúc buồn rầu. Lúc ruột gan ta nóng nảy bồn chồn, nhờ có đôi mắt thu ba làm cho ta được dịu êm mát mẻ. Có tinh thần ta lo nghĩ mỏi mệt, nhờ có hai vườn đào kiểm làm cho ta được khoan khoái tự nhàn. Vậy thì chẳng những là nên thương cái phận người yếu đuối, và lại nên kính nên trọng nữa. Cho nên cứ lấy đạo công bình mà nói thì đáng lẽ quý đàn bà hơn người đàn ông mới phải. Chỉ nên cậy mình khỏe mạnh mà khinh bỉ đàn bà, mà ức chế đàn bà. Tục ngữ châu Âu có câu rằng, dẫu cái hoa cũng không nên dùng mà đánh đàn bà. Câu ấy ngẫm ra có lý thú lắm. Tục ta thì phần nhiều áp chế đàn bà quá. Có người coi vợ như kẻ ăn người ở. Nào là bắt sữa túi nâng khăn, nào là bắt cơm dân nước tiếng, nào là bẻ hành bẻ tỏi, nào là bắt nhặt bắt khoan. Chồng ăn chơi như phá thì không sao, vợ xỉn ra một chút thì sinh ra ẩm tỏi. Chồng chim chuột như quỷ thì chẳng hề gì, vợ động đi đâu một lúc đã sinh ra nghi ngờ. Ấy là điều trái với đạo công bằng. Tục ta buộc cho đàn bà một chữ trinh mới lại nghiệt nữa. Đã đành rằng trinh tiết là một nét rất quý ở Á Đông ta, không thể sao bỏ được. Nhưng chữ trinh với chồng cốt ở trong bụng, chứ giữ gìn từng tí thì tự như đàn ông quá khắc. Tục dâu châu, vợ chồng thủ tính với nhau thì thôi, ngoài ra dẫu dắt tay nhảy đầm với kẻ khác cũng chẳng sao, dẫu ngồi tiếp chuyện với khách, bắt tay với khách cũng chẳng sao. Ta thì kỹ kiên quá, nào ngồi nói chuyện với đàn ông cũng kiên, đụng tay vào đàn ông cũng kiên, đến cả vợ chồng đi với nhau ở ngoài đường cũng kiên nốt. Sao mà kỹ kiên quá thế? Mà người đàn bà đã hư, dẫu kiên thế nào cũng hư, thì kiên có ích gì đâu. Vả lại, một bước không dám ra đến ngoài, một người lạ không dám đáp chuyện, thì sao cho rộng kiến văn mà giúp chồng nên việc lớn được. Đàn bà con gái nước ta ít người tài trí anh hùng như các nước khác, cũng có lẽ vì câu nệ nghĩa chữ trinh quá nữa. Đến như trong tội thất xuất thì lại có mấy điều lạ lùng. Như tội dâm dật, cứ theo luân lý ta thì không thể nào thứ được. Tội bất hiếu phạm vào đạo luân thường, tội trộm cắp phạm phải thói gian phi, cái tội ấy thì bỏ đi cũng còn có lẽ phải. Còn như tội không có con, chẳng qua bởi khí huyết hoặc bởi tại đâu, người đàn bà có làm sao được. Lắm điều ghen tuông thì là thói thường của đàn bà, có không thể chịu được thì lời lời uống nắng giật dần cũng phải được, sao nỡ vì một lỗi nhỏ mà tuyệt tình ân nghĩa. Còn tội có ác tật là một sự bất hạnh của đàn bà, chứ nào ai muốn, nên phải hết lòng thuốc men cho người ta.
Nếu chữa không được mà sợ truyền nhiễm thì nên kiếm cách giữ gìn, chứ nỡ nào bỏ người ta cầu vơ cầu phất. Thế mà bỏ đi thì là quá khắc. Tưởng thánh hiền đời xưa chắc có vì một cớ riêng gì nữa chăng? Tuy vậy, có tội thất xuất lại có ba điều bất khả xuất thì lại là một lòng rất trung hậu. Nói tóm lại thì đàn ông chớ nên kinh bỉ đàn bà, chớ nên tranh hết quyền đàn bà, và chớ nên dùng cách áp chế mà ngược đãi đàn bà. Song nghĩa vụ của đàn ông đối với đàn bà thì như thế, mà nghĩa vụ của đàn bà đối với đàn ông thì cũng phải kính trọng chồng, phải giữ gìn cái danh trong sạch để đừng phụ tấm lòng thương yêu của chồng. Chớ nên lấy nề rằng mình là người của chồng, đáng quý đáng mến mà mè nheo làm đầy chồng, hoặc say đắm đường ăn chơi, làm hại của nhà chồng, hoặc mắng chó chửi mèo, nói chồng chẳng ra gì. Thấy chồng yêu xỏ chân lỗ mũi lại không trách chồng là phàm phu được. Sách có chữ rằng, phu phụ tương kính như tân, nghĩa là vợ chồng kính trọng nhau như khách. Lại có câu rằng, phu phụ hòa nhi hầu gia đạo thành, nghĩa là vợ chồng có hòa thuận thì mới nên gia đạo. Hai câu ấy đủ làm gương cho trong đạo vợ chồng. Vợ lẽ. Phận lấy lẽ. Người giàu có hoặc người hiếm hoi thường có vợ lẽ. Người chịu lấy lẽ là người, một là vì nghèo hèn, hai là sa cơ thất thế, ba là vì tham giàu, tham danh giá, bốn là vì tuổi trẻ quá chồng, chưa có con, phải bước đi bước nữa thì mới chịu lấy, chứ còn nhà tư tế không mấy chịu. Lấy vợ lẽ không mấy người cưới xin như khi lấy vợ cả, chỉ dùng lễ cưới sơ sài, đưa ít tiền bạc và nộp treo cho làng mà thôi. Người phú quý có khi lấy năm, lấy bảy vợ lẽ, mỗi người có riêng một dinh cơ, phần ai nấy giữ. Người bình thường vì hiếm hoi mà lấy, hoặc là vợ cả lấy cho, hoặc là tự mình lấy, nhưng cũng phải nói cho vợ cả bằng lòng mới được. Có khi vợ cả ghen tuông không cho lấy thì chồng lại lấy giấu mà để ở riêng một nơi. Đối với chồng, vợ lẽ đối với chồng thì trọng về sự nâng khăn sửa túi, hoặc người thì trọng về kế tục, chứ không có trách nhiệm đảm đang công việc nhà chồng như người vợ cả. Khi nào người vợ cả hèn yếu, không cán đáng nổi công việc kia công việc nọ thì cũng cậy về vợ lẽ nhiều. Vợ lẽ ở với chồng cũng nhượng người, rất trọng hậu, hết lòng lo cho chồng, biết chiều chuộng chồng, biết phân trách nhiệm cho vợ cả. Có người chỉ cốt lấy chỗ nương nhựa, chẳng biết lo lắng cho nhà chồng một tí gì. Đối với vợ cả, vợ lẽ không có quyền bằng người vợ cả, phải phục tùng vợ cả như là chồng. Được người vợ cả có lượng khoan dung thì coi vợ lẽ như chị em một nhà. Nếu phải người vợ cả cay nghiệt thì sao bảo hành hạ như cái ăn người ở, vợ lẽ cũng phải chịu. Nhiều khi vợ lẽ càng cường không chịu người vợ cả áp chế thì thường sinh ra sự cãi nhau. Đàn ông thì có người ở công bình, mà phần nhiều thì hay bên vực vợ lẽ. Có khi vợ lẽ cậy được thế chồng yêu mà lăng ngược vợ cả. Có khi vợ lẽ cậy giàu có của, lo được cho chồng nên danh phận thì lại khinh bỉ vợ cả mà tranh lấy quyền trên. Đối với con chồng gọi vợ lẽ của cha là dì ghẻ. Nếu mẹ mất rồi phải được nhờ dì ghẻ thì người vợ lẽ ấy có quyền làm kế mẫu. Coi được con chồng như con mình thì con chồng cũng phải coi mình như mẹ đẻ. Nhưng ít được người hiền hậu, nhiều người không thương đến con chồng. Tục vợ lẽ cũng là một tục trái với cách văn minh đời nay, vì là làm cho loài người mất tự do, mất bình đẳng, thì là trái với đạo công bằng của tạo hóa, tức là không hợp cách văn minh. Vả lại vợ cả vợ lẽ ít người biết lấy cách hòa thuận ở với nhau, còn phần nhiều thường hay ghen tuông nhau. Người chồng ghét người cũng khéo khu xử, bà cũng rất khó khu xử cho vừa lòng cả đôi bên. Có câu rằng, cai trăm quân không khó bằng cai bốn phó đàn bà. Vì thế trong nhà hay sinh ra lục đục, chồng ở giữa thật là khó nghĩ. Bên vợ cả thì vợ lẽ oán, bên vực vợ lẽ thì vợ cả giận, thành ra gia đình đã mất sự vui vẻ. Mà lắm khi vợ cả ác nghiệt thì phải dám chua cũng khá ghê thay, hoặc gặp phải người vợ lẽ tai ngược thì cũng khó chịu. Cậu lấy lớn ra phần lớn, nhỏ ra phần nhỏ, hồ dễ đã được mấy người. Song cứ suy cái tình thế trong phong tục ta thì chưa có thể bỏ được. Ta trọng nhất là việc thừa tự. Nếu người vợ cả không có con mà không lấy vợ lẽ thì không nghĩ đến việc thừa tự, tục cho là bất hiếu. Vả người nước ta đàn bà thì nhiều, mà lại lắm người nghèo khó vất vả. Có cái tục lấy vợ lẽ cũng giúp được nhiều người có chỗ nương nhờ. Cứ như thế thì vợ lẽ cũng là phải. Song thiết tưởng có người nên lấy, có người không nên lấy. Ai mà lượng cái sức mình có thể bao dung được vợ lẽ và đàn con của vợ lẽ thì hãy nên lấy. Chưa lấy mà để cho người ta khổ sở và để cho đàn con nheo nhóc thì đừng. Ai mà tin cái tài mình có thể giữ được hòa mục trong gia đình hãy lấy. Chưa lấy mà nay tiếng này
mai tiếng khác sinh ra tàn cửa nát nhà thì đừng. Mà lấy thì phải coi người ta là một người vợ khác của mình, chứ đừng coi là kẻ sai khiến của nhà mình. Đừng để cho vợ lẽ đê tiện, mà cũng đừng để cho vợ cả mất lòng. Sau nữa là cái đầu vợ lẽ ở với chồng, ở với vợ cả cũng phải giữ hai chữ kính thuận mới được. Mình đã chẳng may xa cơ thất thế, phận hẳm duyên hôi, thân các đằng đã phải nương đến bóng tùng quân, thì đừng có nên cậy nhan sắc, cậy có con, cậy chồng yêu mà hoành hành với người vợ cả. Dẫu ở chung ở riêng, mặt lòng phải cho trên dưới thuận hòa thì mới vui vẻ. Người vợ cả ở với vợ lẽ nên giữ lấy lượng bao dung, chứ đừng giữ thói ghen tuông mà mang tiếng nhỏ nhen làm bia cho miệng đời. Cầu tự. Nhà nào hiếm muộn thì cầu tự. Cầu tự có nhiều cách, người thì uống thuốc cho bộ khí huyết, người thì cho tại đất tuyệt đinh nhờ thầy địa lý dịch mã, người thì đi lễ bái chùa này miếu nọ để cầu Phật thánh độ cho có con. Về tháng giêng tháng hai, vợ chồng thiên hạ thường dắt díu nhau vào lễ chùa Hương Tích thuộc phủ Mỹ Đức tỉnh Hà Tây cầu tự. Trong chùa có một hang đá thạch nhũ một lõm chõm hai bên, tục gọi núi cô núi cậu. Các người cầu tự đem vàng hương oản lễ đến chùa, rồi đem quà bánh đến chỗ hang thạch nhũ ấy, coi hoàng nào thích mắt thì xoa tay vào đầu mà khấn cầu về ở với vợ chồng nhà tôi nhá. Ai nhiều con trai rồi muốn cầu con gái thì sang dãy núi cô cũng nói như vậy. Khấn xong lúc trở ra về, ăn thì thêm bát thêm đũa, đi đò thì trả thêm một suất tiền cho người lái đò, làm như đã có một người đi theo vậy. Nếu về nhà mà sao vợ có sinh con thì mỗi năm phải đem con về chùa lễ tạ ơn Phật. Có người về lễ đền Kiếp Bạc, đền thờ ông Trần Hưng Đạo thuộc tỉnh Hải Dương cầu tự. Hàng người này thì phần nhiều là người sinh con khó nuôi, cho là có tiền oan nghiệp chướng, cho nên đến lễ bái trừ tà thì về sau đẻ con mới nuôi được. Xét cái tục cầu tự của ta cũng bởi tin sự quỷ thần mà ra. Tục này từ thượng cổ đã có, như vua Đế Cốc cầu tự ở đền Cao Môi mà sinh ra ông Hậu Tắc, ông Thúc Lương Ngột cầu tự ở núi Ni Sơn mà sinh ra Đức Khổng Tử. Nhưng thiết tưởng toàn là do bụng tin tưởng mà ra, chứ không có lẽ gì cho đích đáng tin được. Cứ lấy sự hiển nhiên mà nói, thì không có con hay là đẻ con mà không nuôi được, hoặc là vì người đàn ông hay đàn bà có bệnh tật gì, hoặc là vì đẻ con ra tiên thiên suy nhược khó nuôi, hay là nuôi trái phép vệ sinh thì không nuôi được. Còn như người chỉ sinh con gái mà không sinh con trai cũng bởi một lẽ nào đó, quyết không có thần thánh nào chủ trương về việc sinh con đẻ cái gì đâu. Có người nói rằng sự cầu tự cũng nhiều khi linh nghiệm, xem như các đôi vợ chồng đã ngoài 40 tuổi chưa có con đi cầu tự rồi mới có. Mà cũng nhiều khi người con ấy làm nên thế này thế khác, nếu không nghiệm thì sao thấy được. Thiết tưởng sự ấy cũng là sự ngẫu nhiên, dẫu chẳng cần đâu cũng có, phải lại muôn sự thường nên ở lòng người tin tưởng. Cái bụng người ta đã tin mê ở điều gì thì lại hay cố sức làm cho điều ấy phải nghiệm, vậy thì lại có một lẽ chắc được, chứ cũng không phải có chi lạ hết. Còn như con hay con dở bởi ở cách dạy dỗ, con thọ con yểu bởi cách dưỡng sinh, không nên cho là con trời con Phật mà nhảm quá. Nuôi nghĩa tử. Người không có con thường nuôi con nhà anh em hay là người ngoài làm nghĩa tử. Nghĩa tử y như con đẻ, cha mẹ nuôi con phải phụng trọng dạy dỗ, con nuôi ở với cha mẹ cũng phải hiếu kính phụng dưỡng, coi như cha mẹ đẻ, mai sau cũng được tự hưởng gia tài. Người phú quý có nhiều con rồi thường cũng có nuôi nghĩa tử. Nghĩa tử này một là vì người nuôi thương kẻ cơ hạn mà nuôi, hai là vì người muốn đương thân vào cửa quyền quý mà tình nguyện làm con nuôi. Những con nuôi ấy có người ở hết lòng trung nghĩa như Quang Bình ở với Quang Công, có người ở Phản Trách Bất Nhân như Lộc Sơn ở với Đường Minh Hoàng. Nhiều người nuôi con nuôi từ khi đứa trẻ còn thơ bé, hoặc vì cha mẹ nó mất sớm thấy trẻ mồ côi mà nuôi, hoặc vì cha mẹ nó nghèo khó đem bán. Người hiếm hoi thì nuôi cho nó đứng đầu đứng số. Đứa con ấy lớn lên nhiều khi không nhớ đến bản thân phụ mẫu là đâu, mà dẫu có nhớ cũng không có phép coi cha mẹ đẻ trọng hơn cha mẹ nuôi được, vì cha sinh không bằng mẹ dưỡng, nếu quên ơn người nuôi thì bất nghĩa. Ta trọng nhất là việc kế tự, nếu không có người kế tự cho mình thì mình tức là người bất hiếu với tổ phụ. Cho nên không có con thì phải nuôi, chủ ý là để mai sau có người giữ hương hỏa cho nhà mình. Cứ cái bổn tâm đối với tổ tiên như thế thì cũng phải, nhưng xét cho kỹ thì cũng có điều nên bàn. Giả thử người bất hạnh mà không có con, nuôi được con anh em hoặc con nuôi đồng họ để mà nói giỏi tông đường, thì dẫu là con nuôi nhưng cũng là khuyết mạch trong một nhà, chẳng hại gì.
Còn những người nuôi con người ngoài mà tưởng lại yêu thương quý trọng hơn con anh em thì tưởng cũng là không phải. Về phần con nuôi, người ta đã có công nuôi dạy dỗ mình như con thì mình cũng phải nên mong mà đền báo cái ơn ấy, chứ đừng nên nghĩ người ta không phải là người sinh ra mình mà ăn ở phụ bạc. Còn như những người thấy người ta có quyền thế mà hạ cái mình quý báu để xin vào làm con nuôi người ta thì là một du mị nịnh đời, để cầu lấy cái sự ao ước của mình, ấy là một cách rất đê tiện. Sự thần. Thanh hoàng. Mỗi làng phụng sự có một vị thanh hoàng. Có làng thờ 2-3 vị, có làng thờ 5-7 vị, tức gọi là phúc thần. Phúc thần chia làm 3 hạng: 1. Thượng đẳng thần, 2. Trung đẳng thần và 3. Hạ đẳng thần. Thượng đẳng thần thường là những thần danh Sơn Đại Xuyên và các bậc tiên thần như Đổng Thiên Vương, Sóc Thiên Vương, Dữ Đồng Tử, Liễu Hành, v.v. Các vị ấy có sự tích linh dị mà không nói rõ tung tích ẩn hiện thế nào, cho nên gọi là thiên thần. Hai là các vị nhân thần như là Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, v.v. Các vị này khi sinh tiền có đại công lao với dân, với nước. Lúc mất đi hoặc bởi nhà vua tinh biểu công trạng mà lập đền thờ, hoặc bởi lòng dân nhớ công đức mà thờ. Các bậc ấy đều có sự thích công trạng hiển hách và họ tên rõ ràng. Lịch triều có mỹ tử bao phong làm thượng đẳng thần. Trung đẳng thần là những vị thần dân làng thờ đã lâu có tên họ mà không rõ công trạng, hoặc là có quan tước mà không rõ họ tên, hoặc những thần có chút linh dị, tới khi nhà vua sai kỳ tinh đảo phủ cũng có ứng nghiệm thì triều đình cũng liệt vào tự điển mà phong làm cách cho bình hòa nhất tính mặt. Hạ đẳng thần, dân xã thờ phụng mà không rõ sự tích ra làm sao, nhưng cũng thuộc về bậc chính thần, thì triều đình cũng theo lòng dân mà phong cho làm hạ đẳng thần. Ngoài ra bậc thần ấy còn nhiều nơi thờ bậy thờ bạ, nơi thì thờ thần bán lợn, nơi thì thờ thần trẻ con và thần ăn xin, thần chết nghẹn, thần tà dâm, thần rắn, thần rết, vân vân. Các hạng ấy gọi là tà thần, yêu thần, đề tiện thần, vì dân ngu xuẩn tin bậy mà thờ, chứ không được vào tự điển, không có phong tặng gì. Đình miếu. Mỗi làng thờ thần phải có một tòa miếu, có nơi thì vừa có miếu vừa có đình. Làng nào to thì mỗi thôn lại có lập riêng đình. Miếu là chỗ quỷ thần bằng y, đình là nơi thờ vọng và để làm nơi công sở cho dân hội họp. Miếu thường hay kén những nơi đất thắng cảnh, nhất là ở trên gò cao hoặc ở nơi gần hồ to sông lớn thì mới hay. Đình thì tùy chỗ nào trung độ tiện cho dân làng hội họp thì thôi. Đình và miếu thường trồng nhiều cây cối cho sầm uất, nơi nào lắm cổ thụ tức là nơi thắng cảnh và là đình miếu rất lâu đời. Đình miếu cũng theo một kiểu mẫu, chỉ khác nhau to với nhỏ mà thôi. Đại để đình miếu nào cũng có một nội điện là chỗ rất thâm nghiêm để an phụng thần vị. Ở ngoài thì là nhà đại bái chia làm 3 khoảng. Khoảng giữa gọi là trung đình để làm nơi tự tế và các người có ngồi thứ cao mới được ngồi. Hai bên gọi là tả giang, hữu giang. Ở trong có bàn thờ thổ công hoặc thờ bộ hạ của thần hoặc thờ hậu thần. Ở ngoài thì làm chỗ cho tư văn, hàng giáp, ngồi giải lao. Đình nhiều nơi làm rộng rãi đến 5-7 giang, 8-9 giang, cột to tới 2 người ôm. Các dân xã lớn, đình miếu nguyên nga, cột sơn son vẽ rồng, trui hoành trổ dạm sơn thép, khoang biển, cửa võng rực rỡ trang hoàng. Phía ngoài nhà đại bái có hai bên tả mạc hữu mạc, tục gọi là hai dãy muống, để làm chỗ quan viên sửa áo mũ vào tế và để khi có việc to thì lấy chỗ ngồi. Ngoài cửa cũng có cửa tam quan, làm cách tôn nghiêm rộng rãi, tường hoa cột trụ xây đắp chung quanh. Hai bên vách tường nhiều nơi đắp con rồng con cọp, hoặc vẽ hình đôi võ tướng cầm lông đao, hoặc vẽ voi vẽ ngựa, hoặc làm phôi đá đứng đôi bên. Trên đầu cột trụ xây đắp con sáu sành. Đồ phụng sự. Mỗi vị thần có một bài vị, an phụng vào một bộ long ngai hoặc an phụng ở long khám. Bình nhật đế không, khi có việc hội hè thì phong áo mũ đai mãn đại trào để thờ hoặc để trước. Vị thần nào có sắc phong thì dùng các chữ mỹ tự trong lòng sắc làm duệ hiệu của thần. Phải có hòm sắc để chứa sắc, có kim sách để ghi chép sự tích của thần. Còn đồ thờ như đồ tam sự, ngũ sự, đài rượu, quả trầu thì cũng như đồ thờ tư gia. Ngoại giá thì đãi để các đồ nghi trượng, loan giá, lộ bộ như long kiệu, long đình cờ quạt, tàn tán,
Bát Bủ, Gươm Trường, Biển Tĩnh Túc, Biển Hồi Tỵ, Tây Văn, Tây Võ, Dùi Đồng, Phủ Việt, Chiên Trống, v.v. Có nơi làm đôi hạt gỗ đứng chầu đôi bên cửa điện, có nơi làm đôi ngựa gỗ hoặc hai con voi trúc bằng mây để thờ. Tự điền, tự trạch. Mỗi làng phải có riêng mấy mẫu ruộng làm tự điền, hoặc có hồ, có đầm riêng của làng thì để làm tự trạch mỗi năm lấy hoa lợi, ngư lợi ở đó ra mà cung vào việc tế tự. Làng nào không có tự điền, tự trạch thì lấy vào khoản công nho nào hoặc phải đóng góp với nhau. Người thủ từ. Mỗi đình miếu làng cắt một người thủ từ. Người thủ từ ấy phải ngày đêm ở luôn chốn đình miếu, có việc đèn hương, giữ đồ phụng tự và có việc sái tảo cho được sạch sẽ. Nhiều nơi bắt người thủ từ phải chay sạch, không được ở gần đàn bà. Cũng có nơi thì cho người thủ từ đem cả vợ con đến ở gian ngoài, trông nom trồng trọt những đất chung quanh mà kiếm ăn. Những người thủ từ được hưởng hoa lợi ở chỗ đình miếu và được phép miễn trừ sư thuế, tạp dịch. Nơi nào lắm linh tích, thiên hạ khách cứa đến lễ bái đông thì người thủ từ lại được hưởng nhiều lộc thánh. Xét về cái tục thờ Thanh Hoàng này, từ đời Tam Quốc trở về vẫn đã có. Nhưng ngày xưa thì nhà vua nhân có việc cầu đảo gì mới tiết đàn cúng tế mà thôi. Đến đời nhà Đường, Lý Đức Dụ làm tướng mới bắt đầu lập miếu Thanh Hoàng ở Thành Đô. Kế đến nhà Tống, nhà Minh, thiên hạ đâu đâu cũng có lập miếu thờ. Nước ta thuở bây giờ đang lúc nội thuộc, tục Tàu truyền sang đến bên này. Kế đến Đinh, Lê thì việc thờ quỷ thần đã thịnh hành rồi. Nhưng cứ xét cái chủ ý lúc trước thì mỗi phương có danh sơn, đại xuyên, triều đình lập miếu thờ thần sơn xuyên ấy để làm chủ tể cho việc ấm tí một phương mà thôi. Cái sau triều đình tín biểu những bậc trung thần nghĩa sĩ và những người có công lao với nước thì cũng lập đền cho dân xã ở gần đâu thờ đấy. Từ đó dân gian lần lần bắt chước nhau, chỗ nào cũng phải thờ một vị để làm chủ tể trong làng mình. Làng nào có sẵn người anh hùng hào kiệt mất đi rồi thì thờ ngay người ấy. Làng nào không có thì đi cầu lấy một vị thần linh khác trước về nhà thờ. Hoặc nơi thì nhân việc mộng bị, việc bói khoa, việc tá khẩu, tin là một sự linh dị mà thờ. Hoặc nơi thì vì một sự ngẫu nhiên cho là linh thiêng mà xin duệ huệ để thờ. Té ra làng nào cũng có đền, xã nào cũng có miếu, đến cả những xã mới lập trước hết cũng nghĩ ngay đến việc phải tín. Tổng chi là dân ta tin rằng đất có thổ công, sông có hà bá, cảnh thổ nào phải có thành hoàng ấy, vậy phải thờ phụng để thần ủng hộ cho dân. Vì thế mỗi ngày việc sự thần một thành. Quỷ thần là việc u minh huyền viễn, cũng chưa dám chắc thế nào mà nói được. Nhưng xét hai chữ quỷ thần của thánh hiền đặt ra, thần là gì? Thần nghĩa là thần diệu. Quỷ là gì? Quỷ nghĩa là quy tàng. Chỉ là nói cái lẽ tạo hóa huyền diệu, lúc đương không tự nhiên hóa có, thế là khéo, cho nên gọi là thần. Khi đang có tự nhiên hóa không, thế là về, cho nên gọi là quỷ. Vậy thì nói cái lẽ như thế mà thôi, chứ không phải có quỷ thần thực. Vả Thánh Nhân có dạy rằng, vị tri sinh yên tri tử, vị tri sự nhân yên tri sự quỷ. Nghĩa là sự sống còn chưa biết hết, đã biết thế nào được sự chết. Việc ăn ở với người còn chưa xong, đã biết thế nào mà thờ quỷ thần. Cứ như lời ấy thì ý Thánh Nhân cũng không muốn cho người ta nói đến việc quỷ thần. Ngài nói rằng, kính quỷ thần nhi viễn chi, nghĩa là quỷ thần vẫn kính nhưng phải xa đi mới được. Lời ấy thì lại có ý khuyên người ta không nên thờ nhảm. Vả lại, muôn sự ở đời do ở sức người làm ra mới gọi là tài trí. Nếu cứ cậy về quỷ thần thì sức người chẳng hóa ra hèn đốn lắm ru. Xem như các nước Âu Châu, trừ ra thờ giáo tổ là để tỏ lòng kỷ niệm, còn không có thờ đến thần thánh nào, không phải nhờ đến sức âm phù mặc hộ bao giờ. Về sau mà nước nào cũng thịnh vượng, dân nào cũng phú cường. Mà Á Đông này thờ thần thành kính là thế, sao thần lại chẳng phù hộ cho giàu mạnh bằng các nước đi? Một lẽ ấy đủ làm chứng cho sự ta tin nhảm. Tiếp tưởng chỉ những miếu trung thần nghĩa sĩ và miếu những bậc đại anh hùng hào kiệt thì mới đáng nên thờ, mà thờ thì là để tỏ lòng kỷ niệm, chứ không phải thờ mà cầu phúc. Ta nên coi cái miếu đó như một tượng đồng của người châu Âu. Việc tế thần. Lễ sóc vọng. Mỗi tháng ngày sóc mồng 1, ngày vọng hôm rằm, dân làng biện lễ oản chuối, trầu rượu, đem lại miếu hoặc tài đình để lễ thần. 5-7 người hoặc 10-15 người bô lão trong làng mặc áo thụng vào lễ. Đoạn đem chia ra, lấy một nửa làm cổ kiến viên.
để các lão hiện có tại đó ứng trụ, còn một nửa chia mỗi người một miếng cho được quân chim thần huệ. Phân dẫu một miếng trầu, một miếng oảng, một quả chuối cũng phải phân minh. Nếu người đương cai nhỡ ra làm thiếu của ai thì sinh ra hiềm khích, có khi đi kiện nhau cũng nên. Ngoài sự lễ phúc thần, làng nào có thần miếu khác ở trong xã vận cũng thường phải biện lễ oảng gà, hoa quả đến lễ. Các tuần tiết, mỗi năm về các tuần tiết như 3 ngày chính đáng, ngày Đoan Dương, ngày Thượng Nguyên, ngày Trụng Thập, vân vân. Và ngày Hạ Điền là ngày mới bắt đầu bước chân xuống ruộng. Ngày Thượng Điền là ngày mới có gạo mới. Ngày Thân Húy, ngày Thân Đản là ngày sinh nhật khóa nhật của thần. Các ngày ấy đều có lễ, tùy tục làng và tùy năm phong khiểm, hoặc dùng bò lợn hoặc dùng gà xôi, nơi thì tế, nơi thì lễ. Lễ Thượng Điền, Hạ Điền về làng nào có ruộng mới tế lễ, mà nhiều làng chỉ tế lễ vào ngày Hạ Điền mà thôi. Lễ ấy có làng tế phúc thần, có làng chỉ lễ thần tiên nông. Tục thường kén một ông bô lão hiện lành phúc hậu mà hai vợ chồng còn song toàn để làm lễ Hạ Điền, nghĩa là ông ấy phải xuống cấy vài nắm mạ trước, rồi từ đó trở đi cả xã mới cấy. Tế kỳ phúc. Mỗi năm trong tứ thời hoặc khai kỳ xuân thu có một tuần đại tế gọi là tế kỳ phúc, nghĩa là cầu cho dân được bình an. Trước một ngày làm lễ cao yết, dắt trâu bò ra xem xét, rồi đổ một chén rượu vào đầu trâu bò gọi là tỉnh sinh. Tỉnh sinh rồi mới được giết thịt. Trong khi tế phải trúc văn, dân làng đem theo lông đình cờ quạt, tài tử đồng văn và các một người viên chức đội mũ, mặc áo thụng đến tại nhà người điển văn, người coi việc tả văn tế mà trước vãn văn về đình. Người tả văn cũng phải đội mũ áo thụng đi theo sau lông đình. Vào đến cửa đình, người tế chủ phải ra tại cửa ngoài mà nghênh tiếp bản văn đem vào an trí trong nội hương án, đâu đấy mới tế. Tế phải có một người làm tế chủ, kén người nào có chức tước ngồi thứ cao nhất trong làng mới được làm. Có làng thì lại kén người ngồi thứ cao mà vợ chồng song toàn, con trai con gái đề huề mới được bục địch của. Có hai người hoặc bốn người bôi lão làm bồi tế, bồi tế đứng dưới người tế chủ và cứ trông ra mà lễ theo. Có hai người đông sướng, tây sướng đứng đòi bên cạnh cái hương án bài đại trụ để làm lễ. Lại có hai người nội tán đứng đòi bên người tế chủ để dẫn người tế chủ khi ra vào và trợ sướng những khi tế chủ đã vào chiếu trong. Còn phải 10-12 người nữa đứng hai bên vào chấp sự, hoặc dân hương, hoặc dân rượu, hoặc chuyển chúc đọc chúc, vân vân. Trước chỗ hương án giải 4 chiếu tế, thứ nhất là chiếu thần vị, thứ nhì là chiếu tế chủ thủ tổ, thứ ba là chiếu ngồi tế chủ, thứ tư là chiếu bồi tế. Lúc cần tế, tự người tế chủ cho chí các người viên chức vào chấp sự, ai nấy đội mũ, mặc áo thùng, đi hia chỉnh tề, đứng sắp hàng hai bên, đồng văn, người đánh trống, trung xong ba hồi trống tế, thì người đông sướng sướng. Khởi chinh cổ thì có hai người chấp sự đi hai bên vào chỗ giá chiên giá trống. Một người đánh ba hồi chiên, một người đánh ba hồi trống, rồi mỗi bên đánh thêm ba tiếng nữa, mới phái một phái mà lui ra. Kế đến sướng, nhạc sinh tụ vị, thì phương bác âm tài tử kéo nhị, thổi sáo, gãy đàn, gõ kẽn, và bọn đồng văn đánh trống rầm rĩ lên một lúc mới thôi. Kế đến sướng, cử soát tế vật, thì hai người mỗi người cầm một cây nến, một người phụng cái đế cắm một bó hương, dẫn người tế chủ vào mãi nội điện xem xét đồ lễ có được thành kính hay thiếu thứ gì chăng. Đoạn rồi trở ra, khi vào thì vào phía hữu, khi ra thì ra phía tả, lúc nào ra vào cũng vậy. Kế đến sướng, ế mau huyết, thì có người cầm một cái đĩa đựng một ít tiết và mấy cái lông trâu bò đổ đi. Kế đến sướng, chấp sự giả, các tư kỳ sự là người nào việc gì phải chăm chú để giữ việc ấy. Kế đến sướng, tế chủ giữ chấp sự giả, các nghệ quán tẩy sở, thì người tế chủ và các người chấp sự đến cả chỗ cạnh hương án, có để một chậu nước trên cái kỷ và treo một cái khăn tay. Kế đến sướng, quán tẩy của người tế chủ rửa tay vào chậu nước, lại sướng thuế cân, thì người tế chủ lấy cái khăn ấy lau tay. Kế đến sướng, bồi tế viên tụ vị, thì mấy người bồi tế bước vào đứng sắp hàng chiếu cuối cùng. Kế đến sướng, tế chủ viên tụ vị, thì người tế chủ bước vào chiếu vị của mình. Kế đến sướng, thượng hương, thì hai người chấp sự, một người phủng một cái lư hương, một người phủng hộp trầm đem đến trước mặt tế chủ. Tế chủ lấy gói trầm bỏ vào cái lư, rồi cầm cái lư phái một phái, lại đưa cho người chấp sự bưng vào đặt trên hương án gian giữa. Kế đến sướng, nghênh thần cúc cung bái,
thì tế chủ và mấy người bồi tế đều lại thụp cả xuống. Người Tây sướng sướng một tiếng hưng thì đứng dậy. Lễ xong bốn lễ, sướng bình thân thì đứng ngay mình cho nghiêm. Kể đến sướng, hành sơ hiến lễ thì là lúc dân trụ lần đầu. Kể đến người nội tán sướng, ngày tủ tương sở, tư tôn giả cử mịch, thì tế chủ đi ra chỗ án để đài trụ và người chấp sự mở cái miếng vải phủ trên mâm đài ra. Sướng, trước tủ thì trót trụ. Kế sướng, nghệ đại vương thần vị tiền, thì hai người nội tán dẫn người tế chủ lên chiếu nhất, sướng quỵ, thì tế chủ và bồi tế đều quỳ cả xuống. Kế sướng, tiến tước, thì một người chấp sự dân đài trụ đưa cho tế chủ phái một phái, lại giao trả người chấp sự. Sướng, hiến tử, thì các người chấp sự dân trụ đi hai bên đều phải phủng cao đài trụ mà dâng vào nội điện. Xong rồi trở ra, sướng, hưng, bình thân, phục vị, thì tế chủ bồi tế cùng phục xuống rồi đứng dậy, tế chủ lui ra chiếu ngoài. Kế sướng, đọc chúc, thì có hai người chấp sự vào bàn trong phủng văn tế ra. Người nội tán sướng, nghe đọc chúc vị rồi lại dẫn tế chủ lên chiếu trên. Sướng giai quỳ, thì tế chủ, bồi tế và hai người phụng chúc, đọc chúc đều quỳ cả xuống. Sướng chuyển chúc, thì người phụng bản văn đưa cho tế chủ cầm lấy phái một phái rồi cho người đọc chúc. Sướng đọc chúc lần nữa, thì người đọc chúc tuyên đọc bài văn tế lên. Trong văn tế trước hết kể niên hiệu ngày tháng, kế nói đến tỉnh, phủ, huyện, xã, rồi liệt hết tên các tiền thứ chỉ, chức sắc, kỳ mục và các người lão hàng trong xã, kính dâng lễ vật cáo với thần vị nào. Kể hết duệ huệ và những mỹ tự của nhà vua phong cho thần. Đọc xong tế chủ lạy hai lạy rồi lui ra chiếu ngoài. Kế dần hai tuần trụ nữa. Tuần thứ hai gọi là á hiến tế. Tuần thứ ba gọi là chung hiến tế. Các xướng lễ cũng như tuần trước. Xong cả hai tuần trụ rồi thì xuống ẩm phúc. Có hai người vào nội điện bưng một chén rượu và một khay trầu. Xướng, ngày ẩm phúc vị, thì người tế chủ quay ra bước lên chiếu thứ nhì. Xướng, quỵ, thì tế chủ quỳ xuống, rồi hai người đưa chén rượu khay trầu cho người tế chủ. Xướng, ẩm phúc, thì người tế chủ bưng lấy chén rượu phái một phái rồi uống hết ngay một hơi. Xướng, thụ tộ, thì tế chủ cầm khay trầu, cũng phái, rồi mới ăn một miếng. Nghĩa là thần ban phúc lộc cho thì phải uống ngay, ăn ngay mới là kính trọng thần. Đoạn lại lễ hai lễ rồi đứng dậy lui ra chiếu ngoài. Kế xướng, tạ lễ cúc cung bái, thì tế chủ, bồi tế cùng lạy tạ bốn lạy. Xướng, phần chúc, thì người đọc chúc đem bản văn phóng hỏa đi. Đến xướng, lễ tức là việc tế xong hết. Trong khi tế, những lúc dân rượu, lúc phần chúc, nhạc sinh đều phải cử nhạc. Đến lúc tế xong, dân làng theo thứ tự vào lễ, cũng có đánh trống gọi là trống tế. Lễ xong đâu đấy thì đem làm cỗ ăn uống vui vẻ với nhau. Trong tiệc tế tự, có điển đốt hương là do tự Tây Vực. Đốt hương nghĩa là cầu cho quỷ thần giáng cách. Khi xưa tục tàu tế tôn miếu chỉ dùng cỏ tiêu, cỏ thơm trộn với mỡ mà đốt cho thơm, chưa có đốt hương. Đến đời vua Vũ Đế nhà Hán, sai tướng sang đánh nước Hồn Gia xứ Tây Vực thuộc về vùng Ấn Độ, vua nước ấy phải đầu hàng, dâng một thần tượng bằng vàng đem về đặt trong cung Cam Toàn. Người nước Hồn Gia cúng tế thần ấy không phải dùng đến dê bò, chỉ đốt hương lễ bái mà thôi. Từ đó tàu mới có tục đốt hương. Nước ta tục đốt hương chưa biết từ đâu, nhưng ở Ngộ Truyện có nói rằng Trương Tân làm thứ sử Giao Châu thường đốt hương ở nhà các lập tịnh xá để đọc đạo thư, tục ta có lẽ khởi từ đó. Còn như hiến đồ tế vật, ngoài Bắc Kỳ ta chỉ hiến rượu chứ không hiến các món đồ ăn, vì ta hay để toàn sinh mới là thành kính. Ở về Nam Kỳ thì món đồ ăn gì cũng có hiến. Trong khi hiến rượu, ngoài ta đi một cách rất khoan thai và nghiêm trang. Ở Nam Kỳ, khi hiến rượu, hiến đồ ăn thường có hai người đóng tuồng, mặc đồ nhung trang cầm nến đi trước, kế đến mỗi bên ba bốn con hát áo mũ rực rỡ, mỗi ả cầm vài nén hương, vừa đi vừa đọc câu chúc, rồi mới đến các người hiến rượu, hiến đồ ăn đi sau. Mà cách đi thì rất ngộ, người nào mắt cũng nhân nhân nháo nháo, nghiêng đầu nghiêng cổ, chân bên nọ đá chân bên kia, làm cho ai lạ mắt cũng phải vì cười, mà họ thì cho thế mới là đi vào kiểu. Nhập tịch. Trà nhập tịch. Làng nào mỗi năm cũng có một trà nhập tịch vào đám, nhất là hay làm về tháng giêng tháng hai. Hôm ấy là hôm bắt đầu vào tiệc hội hát. Nhưng hội hát thì thỉnh thoảng năm nào phong đăng mới mở to, còn thường thường mỗi năm chiếu lệ làm sơ sài dăm 7 ngày cho chiến 10 ngày là cùng. Lễ mộc dục.
suốt một ngày nhập tịch, hoặc nửa đêm hoặc buổi sáng. Dùng lễ trầu rượu, gà xôi, cáo yết, rồi dùng nước trong lâu, tắm thần vị. Tắm xong lại lau phủ một lượt nước trầm hương, gọi là lễ mộc dục. Tắm rửa xong thì phong áo mũ đại trào, hoặc bằng thực, hoặc bằng đầu giấy. Đầu đấy tế một tuần, gọi là tế gia quan. Lễ Phật thì tùy tục riêng, từng làng hoặc dùng bò lợn, hoặc dùng xoay gà, có nơi chỉ dùng 7 quả trứng luộc mà thôi. Nhưng thế nào cũng phải có trầu rượu. Tế lễ xong, các bô lão viên chức ngồi giải tọa, hạ đầu lễ làm cỗ ăn uống, rồi đem chậu nước trầm lau thần vị khi nãy. Đồng dân theo thứ tự trên dưới, mỗi người nhúng tay vào chậu nước, lau lên mặt một chút, gọi là quân chim thần huệ. Còn cái khăn vải đỏ dùng để lau thần vị thì xé ra mà biếu viên chức và chia mỗi người một mảnh con cho đều. Mảnh ấy gọi là cái mụn đỏ, ai được phần đem về đeo cổ hoặc buộc cổ tay cho con thì con được mạnh khỏe, khước lắm. Đại tế, hôm sau rước thần vị ở miếu về đình, giết trâu mổ bò tế một tuần. Tế xong suốt thượng hạ trong xã đều được ăn uống, sướng ca. Tối hôm nhập tịch hoặc cách một vài hôm, dùng cổ bánh, cổ xôi hay là cổ nấu, tế một tuần nữa. Trong khi tế mỗi tuần hiến rượu, có ả đào ra múa nhạc. Tế xong đào kép hát chúc thánh mừng dân, rồi thì hát suốt đêm. Cả làng xã đều ngồi giải tọa nghe hát, viên chức cắt lần nhau ra đánh trống chầu. Được nửa chừng, ông thủ chỉ gõ cắt cắt vào tan trống một hồi, gọi là gia tan, thì hàng xã mới uống rượu. Trong khi uống rượu, ông thủ chỉ đánh 3 tiếng trống tiêu cổ, trống khẩu, thì đàn em trong làng, một người đứng dậy treo khoang thành 3 tiếng, hi hả, hả, hả hà. Mỗi một tiếng treo thì cả dân đều họa lại một tiếng dài, hi. Rồi thì pháo đốt, tù và thổi lên một lúc, cách một giờ nữa lại treo 6 tiếng như thế, cách một giờ nữa lại treo 9 tiếng như thế. Cả thảy 3 lần treo thì mới tan cuộc rượu. Rượu tan rồi vẫn cứ hát, đến sáng hát bỏ bộ rồi mới thôi. Từ hôm ấy trở đi 3 ngày thì chèo hát hoặc đánh vật, hoặc đánh cờ bổi. Ban đêm thì sướng ca cho đến hôm xuất tịch, dạ đám mới tan. Có làng dùng cách giản dị, từ hôm nhập tịch trở đi, mỗi tối chỉ dùng trầu rượu làm lễ túc trực. Mấy người bô lão ra lễ, ngủ tại đình để chầu trực nhà thánh đến hôm xuất tịch, mới dùng cổ bằng tế một tuần, sướng ca một đêm gọi là chiếu lệ mà thôi. Giao hiếu. Trong mấy hôm nhập tịch, các thôn xã gần nhau, hoặc 2-3 xã, hoặc 5-7 xã cùng thờ một vị, thì trước lẫn sang nhau, gọi là trước đánh giải. Trước là lễ thần, sau là giải tọa uống rượu nghe hát, để tỏ tình hiếu nhau. Cũng có nơi mỗi xã làm chủ một năm, các xã lân cận trước lại cả xã ấy mà hội tế. Cũng có nơi cách xa, tổng khác, huyện khác mà cũng thờ một vị thì cũng trước giao hiếu với nhau. Cơm quả, cơm quan viên. Khi xã này trước sang xã khác, các người đi trước thường làm sẵn một mâm cơm lịch sự, đựng vào cái quả đỏ cho người đem sang đám trước, gọi là cơm quả. Những viên chức thì đã có đường cai, sữa 5-3 mâm, nấu đồ ngũ trần bát vị, đủ các thứ bánh đường bánh ngọt, gọi là cơm quan viên. Khi trước sang đến xã khác rồi, lễ thánh đầu đấy thì nghỉ ngơi ra ăn uống. Thường dân trải chiếu cạp đỏ ra bờ đê bờ ruộng, hoặc chỗ dưới gốc cây bóng mát mà ngồi. Viên chức thì kiếm chỗ sạch sẽ lịch sự, hoặc trong nhà tả mạc, trải chiếu ngồi ăn tiệc với nhau. Ăn uống đầu đấy mới vào đình giải tọa nghe hát. Khoản đãi. Cổ bàn khoản đãi làng giao hiếu, hoặc dùng cổ mặn, cổ thịt trâu, thịt bò, hoặc dùng cổ chay, nhưng thường dùng cổ chay nhiều hơn. Mỗi cổ có một đĩa mía, một đĩa lạc luộc, một đĩa mứt, một đĩa trám, mơ, nhót, dừa, vân vân. Trong khi uống rượu, xã sở tại phải cử một người mặc áo thùng ra mời mọc rất cung kính, và mời hạng người nào thì phải cử hạng người ấy. Ví như mời hạng bô lão thì cử người bô lão, mời viên chức thì cử người viên chức, vân vân. Ngồi giải tọa một lúc, reo khoang thanh 3 lần. Lần trước 3 tiếng, lần thứ nhì 6 tiếng, lần thứ ba 9 tiếng, rồi mới tan. Các làng giao hiếu thường hay câu nệ giữ lễ giữ phép với nhau từng tí. Nếu hơi sai lệ một chút hay là sơ ý một điều gì thì hạch lạc nhau ngay, tức thì giận dỗi đứng dậy. Có khi xã nọ xã kia canh tị nhau mà sinh sự đánh nhau đến vỡ đầu sức tai. Lễ nhập tịch này cũng đồng ý nghĩa với cách ăn Tết đầu năm, nghĩa là dân mình khó nhọc vất vả quanh năm thì phải có một dịp ăn uống vui chơi cho giải trí. Vả lại khi xưa nước ta chưa có giao thiệp với ngoại quốc, chỉ có thông thương với nước Tàu ít nhiều mà thôi. Mà dân ta tính lại cần kiệm, ăn tiêu không tốn bao nhiêu, ruộng nương thóc gạo thì nhiều mà cũng không có cách nào làm cho vui chung. Vậy mới nhân cái tục sùng thượng quỷ thần, bày ra trò này trò nọ, nhưng rút lại chỉ để cầu vui mà thôi.
Tuy vậy, mỗi thời một khác, ngày xưa làm nhiều, ăn tiêu ít, dư tiền dư thóc, bây giờ đã mở mang, khắp hoàn cầu toàn là đường đất thông thường. Nếu trí khôn ngoan kém đi chút nào là lợi quyền hao hụt đi chút nấy, mà các ăn tiêu bây giờ lại tốn kém gấp trăm, gấp mười kỳ trước. Người canh nông buôn bán, kiếm được đồng tiền rất khó khăn, người đi làm thuê làm mướn, kiếm được đồng nào tiêu hết đồng ấy, mấy người có mà để dư. Vậy mà ta không biết xoay đổi cách khác, cứ giữ lối cổ, mỗi năm trong việc sự thần tổn phí biết bao nhiêu. Tuy vậy việc ấy cũng tùy làng phong kiệm. Tùy năm được mùa, chứ chưa thấy đầu bỏ được lệ gì. Con em ngoài sự xu sai thuế má, lo lắng việc cửa việc nhà, lại lo về gánh vác đóng góp với làng xóm, công kia việc nọ. Một đồng một tốn, tính dồn lại kể biết chừng nào. Trách nào mồ hôi nước mắt quanh năm, mà sơ xác vẫn hoàng sơ xác. Xác ở luật lệ bản quốc, trong làng hát sướng thờ thần chỉ được phép làm một ngày một đêm, nếu làm quá thì lấy luật vi chế mà luận tội. Đã có luật cấm như thế, sao không thấy mấy nơi tuần hành được. Đại hội. Mở hội, nhập tịch thì đệ niên năm nào cũng phải có, còn đại hội thì năm 10 năm, hoặc năm 70 năm mới mở một lần, nghĩa là khi nào hòa cốc phong đăng, dân gian làm ăn thịnh vượng mới dám hội. Hoặc là khi nào được sắc phong của thần, hoặc là cánh thành việc làm đình làm miếu, cùng là việc gì là việc mừng chung của làng thì mới hội. Đại hội tức cũng là nhập tịch, chỉ khác nhau nhập tịch thì dùng cách sơ sài, mà đại hội thì dùng trang sức thêm, nhiều cách vui vẻ và ăn chơi hàng tháng mới thôi. Nước ta mỗi làng thờ thần là có sự thích riêng, mở hội thì làng nào theo sự thích làng ấy, nhưng đại khái cũng chẳng khác nhau bao nhiêu. Sửa sang. Làng nào mở hội, trước hết phải sửa sang đình miếu, chỗ nào nát thì tu bổ lại, chỗ nào cũ kỹ thì lau rửa, sơn vẽ lại, tường thì quét vôi cho sạch sẽ, đồ thờ, đồ vụn thứ thì sắm mới, thứ thì sơn thép, cờ tàn rách thì may khác. Cửa đình, cửa miếu treo đèn, kéo một lá cờ rất to, đường cái trong làng trồng cột đèn đôi bên, mỗi cột kéo một cái đèn lồng. Về phần tư gia thì sắm may, sắm mặc, nhất là những người phải vào chân cai kiệu, cai cờ, hoặc người vào chân con cờ. Con trai sắm quần, sắm áo, con gái sắm hoa, sắm hộp, sắm vòng, sắm nhẫn. Trẻ con người lớn, ai ai cũng sắm một bộ đi hội. Luyện tập. Trước nửa tháng hội, ai vào việc gì phải luyện tập việc ấy. Cai đồng văn mỗi tối dạy cho đồng văn tập đánh trống. Đánh trống có 3 điệu. Trống rước, điểm trong kỳ trước sách. Trống đồ hồi, điểm những kỳ trước đến cửa đình cửa miếu và khi sắp nghỉ tiếng trống. Trống tế, điểm trong khi tế tự. Cái kiệu thì mỗi ngày hội tụ các người đô tùy, trai kiên kiệu tập hợp tại đình để tập kiên kiều, người cai cầm cái trống khẩu dẫn kiều đi. Đánh trống có 2 nhịp, một nhịp 3 tiếng, một nhịp 6 tiếng. Trong khi đi thì điểm tiếng khoan hòa. Khi lớp đô tùy khác vào thay, hoặc khi đổi vai, hoặc khi lên cao xuống thấp, hoặc khi xoay ra xoay vào. Khi bò khi cúi đều có trống nhịp để đô tùy đi cho điều. Cai cờ cũng phải hội tụ tướng cờ quân cờ tại đình mà luyện tập. Tướng cờ nam cầm quân cờ nam, tướng cờ nữ cầm quân cờ nữ. Cai cờ nam cầm trống, cai cờ nữ cầm thanh la để tra hiệu cho quân cờ. Khi ngồi khi đứng, khi ra khi vào, khi tiến khi thoái, khi xếp hàng khi vào lễ đều có phép tắc, có thứ tự, chỉ nghe tiếng trống, tiếng thanh la làm hiệu. Trong khi luyện tập, người cai thường phải trầu nước cơm rượu khoản đãi cho đàn em, cho nên phải kén người nào giàu có mới bầu làm được cai cờ cai kiệu. Luyện tập đâu đấy, thí nghiệm trước một hôm, dùng đủ đồ nghi trượng như khi trước thật, đi suốt trong làng rồi về đình, quan viên cùng mũ áo tụ tập tế, gọi là hôm vào nghiễm, nghĩa là xem nghi vệ đã chỉnh tề đâu đấy cả chưa, kẻo về sau làm lỗi thiên hạ chê cười. Rước nước. Trước khi vào đám một ngày, dùng đủ đồ nghi trượng đi trước nước. Trước nước là tìm gần miền có giếng nước nào trong sạch thì đến tại đó mà lấy nước về, hoặc lấy nước ở hồ sông thì bơi thuyền ra giữa dòng mà lấy. Lấy nước xong rút về miếu để dùng nước ấy tắm rửa thần vị và để dùng làm nước cúng. Gia quan. Đêm hôm ấy thì làm lễ mộc dục, đã nói ở một nhập tịch. Đoạn rồi làm lễ gia quan. Gia quan chỉ các cười cai kiệu và các cười đô tùy mới được vào. Các cười ấy phải chay sạch từ mấy hôm trước. Đến lúc vào phong áo mũ, mỗi người phải bịt cái khăn tay vào miệng, sợ hơi trần xong tới thánh cung thì là bất kính. Phong áo mũ đai mãn đâu đấy, an phụng lên lông kiều, tế một tuần rồi chờ đến tan tảng sáng thì trước về đình. Phụng nghinh.
hội đình. Hôm ấy phàm bao nhiêu người dự vào việc trước sách đều phải trai khiết, ăn mặc đồ mới, đồ tốt. Người thủ hiệu, người đánh trống cái phải giống trống từ đêm, để ai nấy vào việc gì sắp sẵn mà đi trước. Đến sáng sắp trước từ cửa miếu trở đi, người thủ hiệu nổi trống thì tài tử Đồng Văn nổi nhạc. Điểm trống pháo đốt đùng đùng một lúc thì các đô tùy trước long kiệu ở trong miếu ra. Trước long kiệu ra đến cửa tam quan thì phải đứng lại chờ cho các xã giao hiếu đến đủ, sắp hàng đâu đấy để rước giúp rồi mới nhúc nhích đi. Có nơi phải chờ làng giao hiếu đem đô tùy đến thay vai kiệu, dở vài ba lần rồi mới đi. Trong khi trước đi, các xã rước giúp, xã nào là đàn anh, xã nào thờ vị thần lớn hơn hay là dân xã to hơn thì là đàn anh, thì đi đầu tiên, kế đến là các xã khác theo thứ tự mà đi, cuối cùng mới đến chính xã mở hội. Nghi trượng đại, để xã nào cũng vậy, trước hết có đôi cờ tuyết mau, có 5 hoặc 4 lá cờ đuôi nheo, hoặc cờ vuông bằng phốc bằng dạ, mỗi lá một sắc, xanh đỏ vàng trắng, đen, gọi là cờ ngũ hành. 4 lá cờ xanh đỏ trắng đen thì gọi là tứ phương. Kế đến 4 lá cờ tứ linh thì mỗi lá theo một giống là lồng lân quy phụng, hoặc 8 lá cờ bát quái thì mỗi lá theo một chữ kiền khảm cấn chấn tốn ly khôn đoài. Những người cầm cờ đội nón dấu, nón lính của ta khi xưa, thắt lưng bó que hoặc là mặc áo lầu, mỗi người đeo một cái cối gỗ con ở trong ngực để đỡ đốc cầm cờ cho nhẹ. Cờ đi khỏi một loạt thì đến trống cái, có 2 người khiêng, một người che lọng và có một người ăn mặc lịch sự cầm cái dùi con tiện đánh trống, gọi là người thủ hiệu. Trống rồi đến chiên cũng vậy, mỗi một tiếng trống thì lại điểm một tiếng chiên, có nơi chiên trống làm xe kéo thì không phải người khiêng cũng tiện. Kể đến voi rút mây hoặc ngựa gỗ, có làng có làng không, thắng bành thắng cương như voi ngựa thật cho trẻ con kéo, voi ngựa cũng có tàn hoặc lồng để che, mà chỗ xe ngựa thì có một người phát siêu đao đi kèm. Kế đến 2 người cầm 2 cái tán đi đôi bên, hoặc đi khoảng giữa thì mỗi người đi cách xa nhau một ít. Kế đến các người chấp kích, nào là gươm trường, nào là bát bủ, dùi đồng, phủ việt, tay văn, tay võ, biển tỉnh túc, biển hội tị. Ở giữa thì một người phát một biển bồ dục, đề mấy chữ thượng đẳng tối linh, hoặc đề chữ lịch triều phong tặng. Người cầm biển ấy phải mặc áo thụng có lọng che. Kế đến là phường Đồng Văn, một vài người cai cầm trống khẩu, một người cầm thanh la, 2 người đội nón giấu thắt lưng bó que, cầm sinh tiền. 7-8 đứa mặc áo nẹp đỏ, mỗi đứa nèo một mặt nạ trống bảng ngang lưng. Có đám lại thêm 2 đứa con trai ăn mặc giả dạng con gái. Mỗi đứa đeo một cây trống cơm, gọi là con đĩ đánh bồng. Hễ trống khẩu, thanh la, sinh tiền khởi lên thì trống bảng họa lại. 2 con đĩ đánh bồng thì vừa đập trống vừa múa, có nhịp nhàng, có khúc điệu. Có nơi dùng điệu ca đùng, điệu trống hành quân khi xưa, thì một người điểm tiếng trống lớn, 5-7 mặt trống nhỏ hòa lại. Kế đến một người mặc áo thụng cầm lá cờ, phốc thêm chữ lệnh, gọi là cờ vía, có lọng vàng che, cờ ấy tức là cờ tướng lệnh của thần, tôn quý lắm. Kế đến 3 người đội nón dấu, thắt lưng bó que, mỗi người cầm một thanh gươm cẩn, gọi là gươm vàng mặt, cũng là lệnh kiếm của thần. Kế đến bọn tài tử độ 7-8 người, người thì thổi sáo, người thì cẩy đàn, người thì kéo nhị, đánh tiêu, gõ cảnh, gãy đàn tam, thổi kèn, vân vân. Phường Đồng Văn thì quanh đi quẩn lại, có 3 nhịp trống. Phường Bắc Âm thì quanh đi quẩn lại, cũng có 2 điệu lưu thủy, ngủ đói. Từ xưa đến giờ, chưa hơn ra ít nào, nghe chán tai lắm. Kế đến là Long Đình, trên Long Đình bày đồ hương hoa, mầm ngũ quả. Có 4 người đô tùy, đi kèm ngoài, đề phòng khi thay đổi. Có 2 người cầm trống khẩu hoặc cầm cảnh đi trước mặt Long Đình giống hiệu. Cai và đôi tùy mỗi người đeo một tràng hoa bưởi hoặc là mạng hương cho được thơm tho. Chung quanh Long Đình có tàn, có quạt, có lọng, có vải che kính, rất là tôn nghiêm. Mỗi một đoạn có Long Đình thì lại có một đoạn nghi trượng như thế, sau cùng lại có một đoạn nghi trượng khác, rồi đến Long Kiệu. Long Kiệu phải có một bộ đôi tùy, 8 người khiêng và 8 người đi kèm ngoài phòng khi thay đổi. Mỗi bộ có một người cai cầm hiệu. 5-7 xã rước chung thì xã nào là đàn anh mới được cắt đô tùy để rước giúp. Có xã thờ nhiều vị thần thì rước nhiều kiệu, như làng Nhật Tân rước 7 kiệu, làng Đình Bản rước 8 kiệu, vân vân. Kiệu rước thánh ông thì đô tùy đàn ông, kiệu rước thánh bà thì đô tùy đàn bà. Cai và đô tùy
mỗi người cùng đeo vài ba cái mạng hương. Đô tùy kiểu thắt lưng bó que, cài đội mũ. Có nơi đô tùy đầu đội mũ, mình đóng khố, quàng một mảnh nhũ điều hoặc phải đỏ ngang vai, che kín cả mình. Cạnh khố lại đeo một cái quạt tàu, một cái túi đựng dầu, đựng thuốc gọi là khố bao khăn phát. Điện ấy là vì khi xưa thần đi đánh giặc lội qua sông cho nên chiếu điện mà làm như vậy. Đằng sau kiệu thì là các bô lão, các viên chức trong làng, mặc áo thụng đi hộ giá. Ai có một chút phẩm hàm, mặc cái áo có bố tử, che cái lòng xanh, có vài đứa đầy tớ cấp điếu, tráp đi hầu để ra ngoài danh diện. Long đình và kiệu có khi biết bay, nghĩa là những khi người khiêng hoặc người đi xem ngoài đông quá, xô đẩy nhau không kiềm giữ cho xuể, rồi mỗi người đi mau một bước, thành chạy chuối ra bên cạnh đường, hoặc chạy trẻ ngược chạy trẻ xuôi. Tục thì tin là thánh mừng hoặc giận mà bay, đổ xô nhau mà cấn, cũng khí nực cười. Kiệu trước đi qua núi, khi lên khi xuống phải bò, lúc bò thì các đô tùy xúm quanh đỡ lấy, lên xuống rất êm. Dẫu lấy bát nước để trên kiệu cũng không đổ được. Trước đi đường xa phải có chỗ trí kiệu, để cho người đi trước nghỉ ngơi ăn uống, đoạn rồi lại trước đi. Đám rất to thì có vườn tuồng, vẽ hệ đeo mặt nạ đi đoán đường. Có đám dùng điển tích mà rước, như làng Yên Lãng trước qua đền Lại Điên thì chỉ cờ bắn pháo thăng thiên vào trong đền để tỏ sự báo thù. Tổng phù đổng thì dùng 28 người con gái đóng tướng để gây sự đánh giặc, vân vân. Trước xong về đến đình thì tế lễ. Lễ phải có thứ tự, người chức tước lễ trước, rồi đến các bô lão, các viên chức, kế đến các đô tùy kiệu, đô tùy long đình, các con cờ, rồi đến các người chấp kích. Sau hết đến phường Bắc Âm, phường Đồng Văn. Còn nữa cứ xô nhau mà lễ, có người chen không được đứng ngoài sân mà lễ vào. Bọn đô tùy, bọn con cờ, bọn Bắc Âm, bọn Đồng Văn, mỗi bọn lễ một cách riêng, hoặc sắp hai hàng, hoặc sắp hàng tư, hoặc sắp hàng chữ nhất, cứ theo tiếng trống của hai người cai mà tiến thoái. Bọn con cờ thì thường sắp làm hai hàng, một bên trai một bên gái, ra vào có điều độ nhịp nhàng. Có con cờ lễ sắp hàng thành bốn chữ thiên hạ thái bình, coi cũng ngộ. Tế lễ hát sướng, từ hôm sau trở đi mỗi ngày một lần đi rước văn tại nhà điển văn và rước cổ xôi hoặc cổ bánh hoặc tam sinh tại nhà đăng cai để về tế. Tế tức thì hội ăn uống với nhau, ban ngày bày đủ các trò vui, ban đêm thì hát chèo, hát ả đào, khi tế cổ chơi, khi tế cổ mặn, tùy tục riêng từng làng. Bách hí. Bách hí là các trò vui, mỗi trò đều có treo giải thưởng, giải treo nhiều ít tùy từng làng, nhưng giải nào cũng có phân làm hai ba hạng, giải thưởng hoặc tiền hoặc nhiễu hoặc quạt tàu, chè tàu, vân vân. Hạng nhất thì được giải to, hạng kém thì được giải nhỏ, còn kém nữa thì gọi là giải hạng. Các trò này thì nơi dùng trò này, nơi dùng trò khác, nhưng đại cái các trò chơi như sau. Hát bội. Hát bội có đạp hoặc bắt dàn dưới gốc cây to hoặc hát tại nơi đình điếm. Phường hát bội độ chừng 11-12 người, một vài anh đánh trống, đánh phách, một vài anh vẽ hề, đóng tướng. Cũng dùng điển này tích nọ, ra trò, mà nhất là hay pha tán nhảm, làm cho thiên hạ được cười. Ở ngoài có một người viên chức, cầm trống châu, hễ hát câu nào hay hoặc pha câu nào vui thì cắt một tiếng. Phường nào hát giỏi được thưởng nhiều, phường nào hát dở được thưởng ít, có khi hát khoáng cứ mỗi buổi tối là mấy đồng bạc gì đó. Hát tuồng. Hát tuồng, hát bội chỉ khác nhau là hát tuồng thì hát một cách nghiêm chỉnh. Người nhiều đồ, tốt ít, tán nhảm thường dùng những điển tích đánh nhau như điển Tam Quốc Bình Đông, Bình Tây, vân vân. Trò quỷ thuật. Quỷ thuật có nhiều cách làm cho kinh nhân nhĩ mục. Ví như một chậu nước không, bọn ấy phù chúng một lúc rồi thả câu vào giật lên được cá. Lại như một cái chén không, họ trùm mảnh vải lên cái chén ấy, một lúc mở ra có đầy chén rượu. Lại như họ úp một cái bu không, trùm vải kín, phù chúng một lúc, mở ra thành đầy một bu chim. Lại như họ leo dây múa rối, dùng một sợi dây to buộc trên lưng chừng hai cái cột tre, căng đầu nọ đến đầu kia, dài độ 10 thước, rồi một người tay cầm cái sào đi trên sợi dây ấy, vừa đi vừa múa, miệng thì hát, có khi vừa đi vừa tung ba con dao hoặc ba quả lăng. Đại để thuật này như thuật tả từ đời Tam Quốc. Trò dưới nước. Bắt đạp dưới nước, vườn hát ngồi trong rạp trống phách hát hỏng. Một người đứng dưới nước cầm máy, làm cho các người gỗ đi chạy qua mặt nước, hoặc đánh nhau, hoặc làm hai con rồng vờn nhau, hoặc làm ông lã vọng câu cá,
có cá nhảy ra đớp mồi giật lên được cá. Hát quan họ, hát quan họ là một bên trai một bên gái hát đối đáp với nhau như kiểu hát trống quân, tục này ở vùng Bắc Ninh hay có. Bắt bài 12 hoặc 18 20 bốn ả đầu, mỗi đứa mặc một màu áo hoặc xanh hoặc đỏ, đầu đội mũ cài trăm, thắt lưng ra ngoài. Mỗi vai cầm một cái đèn bóng, tay múa miệng hát, lượn đi lượn lại, có nhịp có nhàng. Múa bông, phường múa bông có nhiều cấp, một cấp là đầu họ đội chết một cái đèn, nhảy lên nhảy xuống, kiêng nghiêng kiêng ngã, tay thì múa, miệng thì hát mà đèn vẫn không đổ được. Một cấp là họ dùng một cái chai để nằm ngang trên đầu cái que, trên cái chai lại để một cái trứng gà, rồi họ chống cái que ấy lên mũi mà múa, nhưng chai và trứng gà không đổ. Một cấp nữa là họ để úp một cái đĩa lên đầu cái que, rồi họ quay cho cái đĩa cứ xoay tròn trên đầu que, thỉnh thoảng tung lên tung xuống mà đĩa không đổ. Một cách nữa là miệng họ ngậm một cái chân bàn, bàn viết nhỏ của ta để hơi chết ngược một góc, rồi hai tay họ cắp nách lượn đi lượn lại được. Trò ấy ở Nam Kỳ thường có. Tổ tôm điếm là một cái rạp thực trọng, trong rạp năm góc có năm điếm, ở khoảng giữa là chỗ chi bài, có giá cắm bài nọc. Mỗi điếm cũng có một cái giá cắm bài. Một người hoặc hai ba người chung nhau một điếm, đánh to đánh nhỏ, tùy hẹn ước với nhau. Đánh bài có trống, có đồng la làm hiệu, có đầy tớ dạy bài hoặc dạy khang, dạy thiên khai hoặc ù, đều có hiệu trống riêng. Ví như ăn thì đánh một tiếng, phỏng thì đánh luôn hai tiếng, dạy khang thì đánh ba tiếng, dạy thiên khai thì đánh bốn tiếng, ù thì đánh luôn một hồi, không ăn thì đánh một tiếng đồng la. Còn xem chưa chắc rằng ăn hoặc ù hoặc phỏng hay không thì đánh một tiếng tùng, một tiếng cắt, vân vân. Hay đánh sai tiếng trống thì dẫu ù cũng không được ăn tiền mà còn nhiều khi phải đền. Ai ù được luôn ba ván được gọi là liên tam hiệp, hoặc ai ù được chi chi, bạch địch, thập hồng thì làng có giải thưởng, người được giải thì đốt pháo ăn mừng. Bài phu điếm, bài phu điếm cũng có rạp như tổ tôm điếm nhưng chỉ có bốn điếm mà thôi. Cách đánh cũng lấy tiếng trống, tiếng đồng la làm hiệu. Ai đồ lớn cũng có giải thưởng, nhưng không vui bằng tổ tôm. Cờ người, cờ người mỗi bên có 16 quân, là mỗi bên có một tướng, hai sĩ, hai tượng, hai xe, hai pháo, hai mã, năm tốt. Bàn cờ vẽ giữa sân đình, hai bên có hai cái rạp để chỗ cây cờ ngồi. Trước mặt cây cờ dàn bày rất nghiêm chỉnh. Mỗi nước cờ có một cái ghế để cho tướng cờ và quân cờ ngồi. Tướng và quân bên trai bên gái mỗi bên 16 người, các toàn trạc 12-13 tuổi cho chí 18, 20 tuổi là cùng. Bên cờ trai mặc toàn một sắc áo, bên cờ gái cũng mặc toàn một sắc áo. Ai vào quân gì thì phải cầm một cái biển quân cờ ấy. Cây cờ sắp thành hàng rồi thì để cho thiên hạ vào đánh. Ai muốn đánh cờ, trước phải khảo dịch, hãy cao cờ mới được vào đánh. Trước khi đánh, mỗi bên một người cầm lá cờ nhỏ vào lễ tân, rồi trở ra mới đánh. Ai đi nước nào thì phát ngọn cờ, mà chỉ bảo con cờ phải theo ngọn cờ mà đi. Mỗi bên có một vài đứa nhỏ cầm trống, cầm đồng la để dục người đánh cờ. Hễ ai chậm đi thì chúng nó khua trống, khua đồng la vào mang tay, cho rối trí lại. Phía trong có dân làng cầm dịch, ai đi lầm một nước cũng là thua. Ai đánh được thì được giải thưởng, ai thua thì có kèn trống rước ra, nghĩa là cho sỉ nhục, coi như đưa mang người chết vậy. Hôm cuối cùng là hôm phá giải cờ, ai giữ được giải đến hôm ấy có thưởng to. Thiên hạ lắm kẻ vì đánh cờ thua xấu hổ sinh thù, cho nên có làng ai được cờ thì phải cho tuần đưa về đến tận nhà. Cờ bổi, xã nào to thì mở cờ người, xã nào nhỏ thì mở cờ bổi. Cờ bổi thì viết con cờ vào đèn lồng hoặc làm như cái hình thẻ mà cắm vào nước cờ, ai đánh thì xách đèn mà đi hoặc rút thẻ mà cắm. Cũng có giải thưởng nhưng không vui bằng cờ người. Đánh vật, đánh vật phải là phường đô vật mới đánh cược, có miếng có mèo, phải luyện tập từ trước. Khi vào vật, mỗi người đứng một bên, hai bên đều cỡ trần đóng gố, có người cầm trống, hễ nghe trống mới được vào vật. Thoạt mới vào thì đôi bên còn vờn nhau từng miếng, rồi lăn vào bá cổ nhau, anh thì kéo cẳng, anh thì nắm cố. Một hồi lâu, ai ngã nằm xuống dưới thì thua. Dân làng hồi trống thì đôi bên đều phải buông nhau ra, cùng vào lễ tạ trước sân đình, rồi ai được thì lĩnh thưởng. Đốt cây bông, cây bông bằng thuốc pháo, nhưng người làm có khéo chế thuốc thì khi đốt mới đẹp. Lúc đốt trước còn bắn ra hoa cà, hoa cải, kế đến có những pháo thăng thiên nổ ra cả màu sắc, rồi thuốc chạy đi chung quanh, lúc thì thành ra hình chú tẻo leo cây cao vịt lặng, lúc thì thành ra hình bốn chữ thái bình thiên hạ, cũng là một xảo thuật của anh nam ta vậy.
bơi trải. Gần hồ hoặc gần sông thì đi bơi trải. 5-6 chiếc thuyền hoặc 10 chiếc, họ hay làm đầu rồng đuôi tôm bằng giấy để trên đầu thuyền và dưới đuôi thuyền, gọi là thuyền rồng. Mỗi thuyền đậu 9-10 người cầm một cái bơi chèo và có một người đứng đuôi thuyền cầm lái. Người thuyền nào mặc áo sắc riêng thuyền ấy. Giữa sông hoặc giữa hồ có cắm một lá cờ và treo một bánh pháo. Thuyền sắp đều một hàng. Có người cầm trống, hãy nghe mấy tiếng trống hoặc phát cờ thì đua nhau mà bơi. Thuyền nào bơi mau ra chỗ cắm cờ, đột bánh pháo, nhổ được lá cờ đem vào thì được giải. Chọi trâu. Tục chọi trâu ở vùng Hải Dương thường có. Chung quanh phải bắt giống cho trâu khỏi sổng ra ngoài. Khi chọi thì hai người dắt hai con trâu đực đến cho nó hút nhau. Con nào được thì người chủ được giải. Chọi gà. Người chọi gà cũng lắm công phu. Trước khi đem đi chọi, nào vỗ về, nào nắng bóp, nào chườm màu, nào mài cựa, lại phải luyện tập cho nó can đảm. Khi đánh chọi đã vẽ được một cái vòng, hễ con nào chạy ra ngoài là thua. Giống gà chọi thường ham đánh nhau, có khi chọi nhau đến chết mới thôi chứ không chịu chạy. Người có gà chọi, ngoài cái giải của làng, thường lại đánh cuộc với nhau to lắm, có khi cuộc đến 200-300 bạc. Chọi chim. Chọi chim thường chọi bằng chim họa mi, mở cửa lồng cho hai con mổ nhau. Mỗi một cái mổ là một nước, con nào mổ nhiều nước hơn là được giải. Tục này ở thành phố Hà Nội hay có, cuộc cũng to. Thả chim. Thả bằng chim bồ câu, hồi nào có cuộc thả chim thì tứ xứ đem đến thả. Đàn nào bay cao nhất là được giải. Mỗi con chim họ buộc một ống sáo nhỏ. Khi chim bay kêu vè vè cả lên, chim bồ câu này rất khôn, dẫu ở đâu xa đem đến thả, nó cũng bay cao rồi bay về nhà nó. Cho nên quân gia thường dùng để thông tin. Thả diều. Diều làm bằng giấy, mỗi cái diều cắm 2-3 cái sáo. Nhỏ gọi là sáo còi, to gọi là sáo còng, sáo chiên. Lúc thả, một người cầm dây vừa chạy vừa giật, hễ diều nào bay cao hơn thì được giải. Cây đu. Chung ba cụm tre chụm đầu là một treo cây đu tự trên trồng xuống, ở dưới có bàn đạp. Ai muốn đánh đu thì chân đứng vào bàn đạp, hai tay nắm hai bên đu mà nhún nhảy, đưa mình lên trên không. Lại có một thứ đu nữa gọi là đu bát tiên, có 8 khung. Mỗi khung có chỗ ngồi, hãy đủ 8 người ngồi thì đu quay tròn đi, hình như cái chong chóng vậy. Đáo đĩa. Họ thường cắm mấy cây nứa ở dưới nước cạnh bờ sông bờ ao, trên trải một cái nia. Quay cót chung quanh mà để hở mặt cửa trước. Trên nia kê chết một cái đĩa, rồi treo giải độ vài tiền kẽm ở đó. Trẻ con đến trên bờ ném từng đồng kẽm vào đĩa, tự hồ đánh đáo. Hãy đồng tiền trúng vào nằm trong đĩa thì được giải, không thì mất. Leo cột. Cột dài độ 15-18 thước, trên nhỏ dưới to, bào thật nhẵn, lại môi mở cho trơn. Trên đầu cột treo giải hoặc vuông nhiễu hoặc con vịt hoặc cái quạt tàu. Ai trèo lên đến nơi giật giải đem xuống thì lại được thêm giải khác nữa. Bịt mắt bắt dê là một cái chuồng rồng, chung quanh bắt giống cho dê khỏi chạy ra ngoài. Trong thả độ dăm 7 con dê, mỗi chỗ đào một cái hố và bỏ ngổn ngang các đoạn chuối. Ai vào bắt dê phải bịt mắt cho kỹ, cứ nghe tiếng dê đuổi theo mà bắt. Thỉnh thoảng vấp phải đoạn chuối ngã hoặc sa vào hố thì tiên hạ cười ầm lên, ai bắt được dê nào thì cho. Quàng vai bắt chạch. Chạch thả vào chum hoặc vào vại rồi hai người. Một người đàn ông, một người đàn bà, mỗi người một tay quàng vai nhau, còn mỗi người một tay thì thò vào chum hoặc vại mà bắt chạch. Chạch trơn khó bắt mà đàn ông, đàn bà quàng vai nhau, thiên hạ lấy làm thích. Nhảy bì. Người đứng vào trong bì, buộc thắt miệng bì lại rồi nhảy đi. Hãy nhảy thì lại ngã lăn quèo ra, thiên hạ cười ầm cả lên, ai nhảy không ngã thì được giải. Thổi cơm thi. Có nơi đến ngày hội thì thổi cơm thi. Mỗi người bắt một cái bếp, một cây tre non và một con dao. Vừa vớt tre vừa thổi, lấy tre ấy mà đun bếp, hễ ai thổi chín trước thì được giải. Lại có nơi vừa ăn mía vừa thổi cơm, lấy bã mía mà chụm bếp. Còn nhiều cách chơi nữa, như bắt lợn, bắt vịt, thì chạy, kéo co, chui qua thùng nước, vân vân. Nói rút lại thì toàn là trò chơi, cho thiên hạ vui cười mà thôi. Tuyên lời khách chúc. Các làng mở hội thường có một cuộc tuyên lời khách chúc. Lời khách chúc là một bài tràng thiên từ phú, đại từ tả hết cái cảnh trong làng mình, cuối cùng là kể lại ý dân xã nhờ thần ủng hộ mà nên thịnh vượng phát đạt, rồi thì chúc tụng công đức thần mà cầu cho dân được an hưởng thái bình. Đọc lời khánh chúc cũng có trao giải thưởng, giải đầu độ dăm đồng bạc, 4 bao trà tàu hoặc một vài vuông nhiễu điều, giải nhì độ 2 bao trà, các quạt tàu hoặc một vuông nhiễu điều. Còn giải ba trở đi gọi là giải hàng thì chỉ một vài ngói bút và một tập giấy huê tiên, vân vân. Khi đọc dân làng cắt một người thông thái cầm trống,
hãy sang một chữ hoặc sang một tiếng thì cắt một tiếng. Mỗi một tiếng cắt bỏ một thoi vàng vào làm thẻ, hễ nhiều thẻ sai thì không được. Ai đọc từ đầu đến cuối trơn tru gãy gọn và không sai một tiếng nào mới được giải nhất. Sai một vài tiếng được giải nhì, sai dăm ba tiếng được giải ba, còn lại quá nhiều tiếng thì thôi. Đọc lời cánh chúc, bất cứ người nào trong làng, người hàng tổng, hàng huyện hoặc người ngoài cũng được, nhưng dân tình phần nhiều là thiên tư, người ngoài giỏi đến đâu cũng không lấy được giải. Chung quy lại con nhà quyền thế trong làng lấy giải mà thôi. Xả đám, hội chừng 20 ngày hoặc 1 tháng rồi đại tế 1 tuần thì trả đám. Hôm trả đám lại trước thần vị về miếu, gọi là trước hoàng cung. Trước hôm ấy cũng như hôm mới trước về đình. Xét về các tục hội hè của ta, trước sách rất nhiều phiền phí, ăn uống rất lôi thôi, chơi bời rất chán chê, tiêu pha rất tốn kém. Thực là hại của mà mua lấy cái khó nhọc vào mình. Đã đành mở hội, trước là trọng việc sự thần, sau là cầu vui cho dân. Nhưng trọng mà trước sách tế bài lắm thì hóa ra khổ. Hội đến hàng tháng thì chịu làm sao cho được. Vả lại đã gọi là hội thì trừ ra việc đóng góp, việc ăn mặc cũng đã tốn kém nhiều rồi. Còn tiền ngần nào chơi bời, ngần nào cờ bạc, con em thì bỏ công bỏ việc để ở nhà đi hội. Vậy thì chẳng những vô ích mà hại thêm cho làng nữa. Xưa nay chỉ mấy người hào trưởng trong làng là xính mở hội, vì họ có nhiều món lợi riêng như mở tổ tôm điếm, bài phú điếm hoặc gá bạc để lấy hộ, vân vân. Họ mượn tiếng sự thần mà kỳ thực là cầu tư lợi, mà khốn nạn cho đàn em lại phần nhiều là ngu xuẩn. Động nói đến việc sự thần thì không ai dám gàn trở gì nữa. Dẫu khổ cực thế nào cũng phải nhắm mắt mà chịu. Nếu ai gàn trở thì sợ thần quật chết tươi, mà thần chẳng quật thì bọn hào trưởng cũng quật, tội nghiệp. Trong cuộc hội hè của ta lại lắm lúc tục rất giả mang, nực cười, trước mặt thiên hạ mà cỡ trần đóng cố để mà đánh vật, sao mà thô tục làm vậy. Thậm chí có kẻ tham tiền mà kiếm chảo, chẳng quản gì lọ mặt, người tham giải mà leo cây, chẳng quản gì ngã đâu, sao mà đê tiện làm vậy. Lại có một việc rất nực cười là rất bêu thuốc dân phong, như làng nọ thờ dâm thần, cứ đến ngày trả đám thì buổi tối tế một tuần, trong khi đăng tế tắt hết đèn nến, đình miếu tối mù, rồi đàn bà đàn ông, bất cứ ai đùa lẫn nhau một lát, có câu tục ngữ rằng bơi đâm sức giá khỏi thầy, vui thì vui vậy, chẳng tày giả la. Cái vui ấy thực là cái vui mạc. Tiếc tưởng nơi nào có những tục thô bỉ, cuộc nào tỏ những cách đê tiện thì nên lập tức bỏ đi, mà trong cuộc hội hè chưa có thể cải lương được hết. Thì cũng nên giảm bớt những sự vô ích, tỉnh bớt những cách phiền phí, chỉ hội trong 3 ngày tưởng đã là nhiều. Dân đàn em cũng nên biết rằng, phàm sự gì đã có lợi hại quan hệ đến mình, thì mình phải suy xét, điều gì nên nghe hãy nghe, điều gì không nên thì đừng, chớ có cúi đầu mà ai bảo xôi ừ xôi, ai bảo thịt ừ thịt thì là hèn hạ quá. Mà dẫu có ai viện thần quyền để đè nén mình thì cũng nên biết rằng thần chẳng qua cũng ở bụng dân mà thôi, lòng dân có thuận thì thần mới thuận. Sách có chữ rằng tiên chỉ lực ư dân, nhi hậu thần giáng chi phú, nghĩa là trước hết phải dùng sức mà lo cho dân, rồi thần mới giáng phúc cho. Vậy thì thần cũng phải lấy dân làm trọng, huống là dân không thuận thần lại cưỡng được sao?